chương 1428, diệt ma các đặc sứ. Giang giật bó tay rồi, xem hạ ra tiểu thư bộ dáng này, hắn vẫn cho là là một cái thận trọng tiểu thư khuê các, lại không nghĩ rằng hôm nay như thế chủ động tiêu hoàng còn nói nàng là địa sát thành nổi danh con cái này nếu là người khác nói cho hắn biết, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, hạ ra một mực là thương nhân thế gia, loại này gia tộc quan trọng nhất một cái chữ lợi. Cuồng thần bảo cũng là vì lợi ích cái gì đều có thể làm, băng thanh ngọc khiết vì gia tộc lợi ích biến thành ai cũng có thể làm chồng con cũng rất dễ lý giải. Lúc trước hắn thân phận thấp kém, hạ gia tiểu thư liền mặt cũng không cho hắn gặp, hắn trở thành địa sát quân chủ trước mặt đại hồng nhân, hạ gia tiểu thư chủ động thông đồng cũng rất dễ lý giải. Giang giật lúc đầu đối hạ tiểu thư tự rất chán ghét, giờ phút này nghe nói nàng là như vậy người, càng là liền nhìn nàng một chút hứng thú cũng không có, hắn trầm giọng nói ra, đa tạ hạ tiểu thư có ý tốt. Đã tại tổng các, vậy liền thỉnh cầu quay đầu phái người đưa đi thần ưng thành đi thần nguyên bao nhiêu cho số lượng, quay đầu nhất định dâng lên, ta còn có việc đi về trước. Cửu thiên huynh, hạ tiểu thư, đa tạ chiêu đái. Giang giật đứng dậy, tiêu hoàng cũng liền bận rộn, cửu thiên chạy cùng hạ tiểu thư liếc nhau, biết rõ nghĩ không bao giờ cùng Giang giật rút ngắn quan hệ đó là không có khả năng, loại sự tình này không thể gấp, cửu thiên chạy gật đầu nói, đã Giang huynh có việc, ta cũng không để lại. Quay đầu các loại chờ, Giang huynh nhàn rỗi, nhất định đến Lam ưng thành tìm ta, ta đây chính là có một ít chơi vui đồ chơi, Tam đoan Giang huynh hài lòng. Dễ nói, dễ nói, Giang giật chắp tay, cùng tiêu hoàng gia cuồng thần bảo một đường bay trở về, tại Lam ưng sơn giã không có dừng lại, trực tiếp đi Lam ưng thành truyền tống về thần ưng thành. Tiêu hoàng mặt dạn mày dày theo tới, nói là đi xem một chút tiêu lãnh, Giang giật cũng không tốt cự tuyệt. Trở lại thần ưng thành lúc, Giang giật ngoài ý muốn phát hiện thành nội nhiều rất nhiều người, Giang phủ bên ngoài càng là sắp xếp lên hàng dài. Tiêu hoàng liếc mấy cái, cười nói, Giang giật, Ngươi có thể thành vì địa sát giới hồng nhân a. À, những này đoán chừng đều là những cái kia lớn nhỏ gia tộc phái tới sứ giả đi. Ngươi cũng không cần quản, đều là ta hạ nhân tặng lễ thôi. Hắc hắc, bọn hắn là sợ ngươi không có việc gì tìm bọn họ để gây sự, lại không dám trêu chọc ngươi, dứt khoát sớm giao hảo ngươi. Dạng này a, à, Giang Giật cũng không có một tia tự hào hoặc là tự ngạo, ngược lại cảm giác nhàn nhạt đùa cợt, cũng có chút một chút không thoải mái. Đã từng hắn tại thiên tinh giới bằng vào chính mình trở nên nổi bật leo lên đỉnh phong đã từng gặp được loại chuyện này bất quá khi đó chỉ là cười trừ lại bằng vào địa sát quân chủ huy phong để hắn thoáng cái biến thành địa sát giới danh nhân cùng hồng nhân hắn thấy đây là hư giả phồn vinh không phải dựa vào chính mình tới hắn cũng rất chán ghét loại này sở dĩ hắn mặt không thay đổi tiến vào giang phủ một người đều không gặp để cổ mộc cùng lưu thống lĩnh đi tiếp đãi lúc đầu hắn nghĩ lễ vật đều một kiện không thu nhưng tiêu hoàng ngăn lại hắn loại này hành vi ngu xuẩn không thu lễ cái kia chính là không cho người ta mặt mũi, những cái kia gia tộc hội mang thù. Giang giật đứng dậy đi hậu viện, không rảnh để ý, mang theo tiêu hoàng đi xem thoáng cái dưỡng thương tiêu lãnh. Một đoạn như vậy thời gian trôi qua, tiêu lãnh khôi phục rất nhiều, hành động vô ngại. Tiêu hoàng thân thiết kéo tiêu lãnh tay, cửu đệ cửu đệ réo lên không ngừng, để tiêu lãnh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đưa tiến tiêu hoàng, giang giật trực tiếp bế quan, địa sát thành phát sinh sự tình, để trong lòng hắn càng nóng lòng cần thực lực cường đại không có thực lực vận mệnh của hắn liền do người khác trưởng khống tần gia tộc trưởng một câu liền có thể định sinh tử của hắn mặc dù hắn tại địa sát giới là an toàn nhưng hắn không có khả năng cả một đời tại địa sát giới ở lại hắn muốn đi thánh linh giới tìm kiếm y phiêu phiêu hắn muốn đi mặc vũ bí cảnh tìm giang tiểu nô đều cần thực lực cường đại không có thực lực hắn đi thánh linh giới cùng mặc vũ bí cảnh cũng sẽ bị người cùng cầu đồng dạng đuổi ra tiểu mãnh liệt hắn hỏa linh châu lóe lên đem tiểu thú truyền tống ra không cần đem cái này cửu dương lửa giận xuất ra đi bán, sở dĩ hắn trầm giọng nói ra, những cái kia hỏa diễm ngươi cũng có thể ăn, bất quá ta giúp ngươi luyện hóa một chút, để hỏa diễm uy lực mạnh lên một chút đi. Hai cái hắc vũ thạch cùng kim lô thạch, trễ chút thời gian cũng có thể đưa tới, ngươi có đồ ăn. Tiểu thú con mắt thoáng cái quang mang lấp lánh, tại giang giật trên thân hưng phấn nhảy tới nhảy lui, không ngừng truyền âm nói, đại mãnh liệt thật tốt, mau giúp ta luyện hóa hỏa diễm, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Giang giật mở ra phòng luyện công cấm chế, đem toàn bộ hỏa diễm từng điểm từng điểm vận chuyển đi thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, lại lấy ra mấy cái hỗn độn châu thôi động thả ra một chút hỏa diễm, dung luyện. Cuối cùng còn cây đuốc nguyên phụ cận đánh giết cái kia hỏa hệ viễn cổ cấp hỗn độn thú hỗn độn châu lấy ra luyện hóa, dạng này dung luyện ra hỏa diễm, bên trong tự ẩn chứa 5 loại hỏa diễm. Cái này 5 loại hỏa diễm dung luyện mà ra hoàn toàn mới hỏa diễm mạnh bao nhiêu? Sang giật âm thầm phỏng đoán hắn tâm thần nhìn lướt qua thứ chín khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc hỏa diễm, thận trọng vận chuyển ra một tia, kết quả hỏa diễm vừa mới ra, toàn bộ phòng luyện công cấm chế tựu lấp lánh không ngớt, năng lượng kịch liệt tiêu hao. Tiểu mãnh liệt, mau ăn, giang giật xem xét không thích hợp, cái này phòng luyện công cấm chế nếu như tiếp tục nữa, nói không chừng liền bị hủy đi a. À. Hắn quát khẽ một tiếng, thôn thiên thú hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái liền đem kia tia ngũ sắc hỏa diễm nuốt chừng lấy. Chi chi, tiểu thú nuốt vào về sau, toàn thân sáng lên một vệt kim quang, nó hưng phấn truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, đại mãnh liệt, cái này hỏa diễm quá mạnh, ta còn muốn ăn, nhanh cho ta ăn. Giang giật thận trọng vận chuyển ra một tia một tia hỏa diễm, nhưng tiểu thú vẻn vẹn thôn vệ 10 tia hỏa diễm tự không chống nổi, hóa thành một vệt kim quang biến mất tại hỏa linh châu bên trong, để lại một câu nói đi vào trực tiếp ngủ say, đại mãnh liệt, cái này hỏa diễm năng lượng không chịu thua kém, ta trước luyện hóa một phen. Cái này ngũ sắc hỏa diễm đánh lén phía dưới, hẳn là có thể diệt sát diệt ma chiến thần a giang giật âm thầm cảm khái đáng tiếc thiên dương lửa giận quá ít loại này thiên địa kỳ hỏa rất nhiều năm mới có thể dựng dục ra một chút tiêu hao hết liền không có giống như có thể tự mình không ngừng luyện hóa ra liền tốt vậy sẽ là một loại rất khủng bố thủ đoạn công kích hỏa diễm dung hợp dung hợp kiêm dung các loại hỏa diễm dung hợp nghĩ đi nghĩ lại giang giật đôi mắt từ từ mê ly lên mấy loại hỏa diễm dung hợp còn có tới địa sát giới kiến thức các loại kỳ lạ hỏa diễm để hắn với hỏa hệ pháp tác rốt cuộc có một tia xúc động, lần thứ nhất bắt đầu pháp tắc tu luyện. Thời gian dần trôi qua hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, trong đầu đều là các loại hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm không ngừng dung hợp, không ngừng tách rời, tiếp lấy lại không ngừng dung hợp, hắn hoàn toàn yên lặng đi vào, một lần đốn ngộ liền là hạ giới 5 ngày thời gian. Bên ngoài cấm chế lấp lánh không ngớt, Giang giật bị giật mình tỉnh lại, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, quên cùng lưu thống lĩnh bọn hắn nói không nên quấy rầy hắn cái này thật vất vả cảm ngộ mộ một cái hỏa hệ pháp tắc, như cho hắn dạng này đốn ngộ xuống dưới, nhiều nhất bán nguyệt, hắn liền có thể hoàn toàn cảm ngộ, đáng tiếc. Được rồi, cái này hỏa diễm dung hợp pháp tắc đã nhập môn, cảm ngộ là chuyện sớm hay muộn. Giang giật đứng dậy đi ra ngoài, mở ra phòng luyện công đại môn, không có ngoài ý muốn đứng ở phía ngoài lưu thống lĩnh, cái sau mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, thành chủ, thật có lỗi. Ta không phải cố ý quấy rầy ngươi bế quan, là diệt ma các đặc sứ đến diệt ma các đặc sứ. Giang giật trong đầu hiện ra địch minh dáng vẻ, không hiểu cảm động, hắn vội vàng nhanh chân đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói ra, diệt ma các đặc sứ tên gọi là gì tại tổng các là chức vụ gì. Lưu thống lĩnh gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói ra là Hiên viên lăng yên, chương 1429, đại tư không. Hiên viên lăng yên hồi trở lại gia tộc đi, giang giật cho là nàng một đời tử không hội trở lại, cũng sẽ không lại nghĩ gặp lại hắn, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy lại gặp mặt, mà lại nàng thế mà còn là diệt ma các đặc sứ. Giang giật nội tâm hơi kinh ngạc, ngược lại là cũng không sợ gặp hiên viên lăng yên, hắn cùng lưu thống lĩnh nhanh chân đi đi, tại tiếp khách đại điện bên trong quả nhiên thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Mới trôi qua ngắn như vậy thời gian, hiên viên lăng yên rõ ràng gầy rất nhiều, mà lại tựa hồ cũng thành thục chứng chạc rất nhiều. Nàng nhìn thấy Giang giật nhanh chân đi sau khi đi vào, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia đỏ ửng, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia nổi giận cùng hận ý, nhưng lập tức trả lời bình tĩnh, chủ động đứng lên nói, gặp qua tuần liệp sử. Hiên viên lăng yên bên người còn có một cái lão giả, nhìn thấy giang giật ánh mắt đảo qua đi, nàng giới thiệu nói, vị này là tổng các thành đại nhân, chúng ta phụng tổng các phó các chủ chi mệnh, đặc biệt ban bố tổng các một hạng bổ nhiệm. A à, Nguyên Lai like là thành đại nhân, giang giật đôi mắt nhất chuyển trong lòng đại khái đã biết, phó các chủ chi mệnh tổng các có hai cái phó các chủ, một cái liền là hiên viên gia tộc trường, lần này rất rõ ràng là hiên viên lăng yên ra ra phái nàng đến đây hóa giải ân oán A. À. Sân trà, giang giật ngồi lên chủ vị, mấy cái thị nữ lập tức bưng lên trà ngon, giang giật hướng thành đại nhân nhẹ gật đầu, đưa tay nói thành đại nhân, hiên viên tiểu thư, mời uống trà. Thành đại nhân rất được lợi giang giật khiêm tốn thái độ, mỉm cười uống trà cũng không nói chuyện, hiên viên lăng yên nhấp một miếng nói, tuần liệp sử, tổng các lần này triệt tiêu ngươi tuần liệp sử chức vụ, đổi nhiệm mệnh là đại tư không, khác kiêm lĩnh thần ưng thành diệt ma các phân các các chủ chi vị. Đại tư không là tổng các phi thường trọng yếu đặc thù chức vị, sở dĩ giang giật ngươi có thể trực tiếp tấn thăng làm diệt ma chiến thần. Tổng các hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, nếu có thể thay chúng ta diệt ma các làm vẻ vang, tổng các sẽ cân nhắc cho ngươi đặc thù phong hào, để ngươi trở thành phong hào chiến thần. Ách, giang giật có chút mơ hồ nháy nháy mắt, cũng không phải là rất hiểu, sau lưng lưu thống lĩnh thân thể lại kịch liệt chấn động, tỏ rõ vẻ ước ao, Giang giật nhìn lướt qua đi qua sau, hắn truyền âm giải thích nói: Thành chủ đại nhân, cái này đại tư không thế nhưng là phi thường trọng yếu đặc thù chức vụ. Nói như vậy, tuần liệp sử có được tuần tra sở hữu phân các quyền lực, nhưng phát hiện vấn đề chỉ có thể báo cáo, còn lại không có bất kỳ cái gì thực quyền. Mà cái này đại tư không lại có thể đại biểu tổng các chủ tuần sát sở hữu phân các, giống như phát hiện vấn đề, người trực tiếp có thể rút lui miễn thành nhỏ phân các chủ, còn có thể điều động phong hào chiến thần dưới đây sở hữu diệt ma các đệ tử. A. À, Giang giật nghe hiểu, thân thể cũng hơi chấn động một chút bị hù dọa. Tuần liệp sử là một cái không có bất luận cái gì thực quyền chức quan, cái này đại tư không lại là thực chức, vẫn là tay cầm binh quyền cùng chính quyền trọng yếu chức vụ. Tại thiên tinh đại lục tới nói cái này gọi khâm sai, trong tay cầm thượng phương bảo kiếm, xem ai khó chịu răng rắc một đao, cùng cái kia thế lực muốn khai chiến, trực tiếp có thể theo diệt ma các triệu tập đại quân. Đại nhân, cái này chức vị phó các chủ là không có quyền lợi cho, hẳn là tổng các chủ đưa cho ngươi. Lưu thống lĩnh lần nữa truyền âm tới, Giang giật nhớ tới Địch Minh, cũng cảm thấy Lưu thống lĩnh nói rất đúng. Coi như việc này không phải Địch Minh nhắc lên, hắn không gật đầu trước vụ trọng yếu như vậy sẽ cho một người trẻ tuổi vẫn là một cái chỉ có thần tướng thực lực phi thăng không bao lâu người trẻ tuổi đó căn bản là không thể nào sự tình diệt ma chiến thần. Giang giật nội tâm khẽ động, trở thành diệt ma chiến thần, đây không phải là đại biểu hắn lại có thể vào nguyên thủy bí cảnh một lần lực thần quyết đệ nhất trọng thế nhưng là còn không có đại thành a mà lại ở bên trong tu luyện quá sung sướng, giang giật phi thường hoài niệm ở bên trong tu luyện hương vị. Hắn đứng dậy hướng hiên viên lang yên cùng thành đại nhân hành lễ nói, thỉnh cầu hai vị giúp ta chuyển cáo tổng các chủ cùng chư vị đại nhân, giang giật nhất định tận trước tận trách, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, dùng chấn hưng chúng ta diệt ma các làm nhiệm vụ của mình. Cũng đa tả hai vị cố ý tới truyền chỉ, thành đại nhân sờ lên cái cằm tròm dâu dê, vuốt cằm nói, đại tư không tuổi trẻ tài cao, ngày sau nhất định kế hoạch lớn đại triển, thay chúng ta diệt ma các dương uy địa giới thiên giới lực áp chiến thần các loại này lời khách sáo giang giật nghe nhiều cũng không thèm để ý hiên viên lăng yên đứng lên hướng thành đại nhân nhìn thoáng qua nói lưu thống lĩnh có thể mang thành đại nhân đi đi thăm một chút thần ưng thành phong cảnh sao ta muốn cùng đại tư không nói chút chuyện giang giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lưu thống lĩnh hướng hắn nhìn thoáng qua gặp hắn không có ý kiến sau mang theo thành đại nhân đi xuống giang giật cũng vẫy lui hạ nhân lúc này mới nhìn qua hiên viên lăng yên nói hiên viên tiểu thư có cái gì việc tư cùng ta nói mà cô nam quả nữ này truyền đi ảnh hưởng không tốt à. giang giật tại cô nam quả nữ bốn chữ khán âm đặc biệt trọng hiên viên lăng yên lập tức nghĩ đến tại diệt ma các trong hậu viện một màn lập tức ngượng ngùng khó nhịn dậm chân một cái cắn răng nói giang giật ngươi không nên quá phận lần này chúng ta hiên viên ra cho ngươi tranh thủ một cái đại tư không chi vị cũng coi là đền bù trước đó ta làm chuyện sai lầm đi ngươi còn không đem tấm kia tranh trả lại cho ta giang giật trên tay cầm lấy nó tranh khỏa thân để hiên viên lăng yên cảm giác có một thanh lưỡi dao treo tại trên đầu nàng như giang giật đem tranh này truyền đi nàng tùy thời đều có thể thân bại danh liệt hiên viên ra danh dự cúng sẽ thuộc tổn hại đến lúc đó chỉ có lấy cái chết tạ gia tộc tăng thêm địa sát đường sự tình phát sinh hiên viên lăng yên sợ hãi giang giật sẽ đi tìm hiên viên ra phiền phức lúc này mới đem sự tình mịt mờ báo lên gia tộc đương nhiên tranh khỏa thân sự tình không nói lần này nàng mặt dạn mày dày tới gặp giang giật là bởi vì hiên viên ra để nàng tới bồi tội hóa giải cùng giang giật ân hoán chính nàng cũng nghĩ đến muốn về tranh khỏa thân vừa rồi nàng trong lời nói chủ động nâng lên nàng làm chuyện sai lầm điều này nói rõ tư thái của nàng đã thả phi thường thấp bất quá nàng cho là mình tư thái rất thấp giang giật lại không cho rằng như vậy hắn đùa cợt nói ra nhà các ngươi tranh thủ tổng các chủ không gật đầu nhà các ngươi có thể tranh thủ đạt được một cái đại tư không ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn muốn tranh khỏa thân chỉ bằng ngươi cái này thái độ không có Ngươi, hiên viên lăng yên tức giận đến thân thể mềm mại rung động, đại tiểu thư tính khí lại muốn phát tác, mắt phượng mở tròn vo, tựa như một cái bị làm tức giận sư tử cái. Giang giật sắc mặt không có một tia biến ảo, không yếu thế chút nào cùng hiên viên lăng yên đối mặt, khóe miệng một mực mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Hô hô, sau một lát, hiên viên lăng yên rốt cuộc thua trận, nàng thở ra một hơi thật dài, bình phục thoáng cái tâm tình, lúc này mới cắn răng nói ra, giang giật, người muốn thế nào mới có thể đem tranh trả lại cho ta ngươi cũng đã biết trong khoảng thời gian này đối với ta mà nói, đơn giản cùng địa ngục, ta cũng không dám nhắm mắt lại đi ngủ, ngươi như còn không đem tranh trả lại cho ta, ta hội điên rồi. Đó là ngươi sự tình, Giang giật khuôn mặt lạnh buốt, không lưu tình chút nào nói ra, bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình làm sự tình gánh chịu trách nhiệm, đều muốn vì chính mình làm chuyện sai lầm trả giá đắt. Ngươi khi đó bố cục ngưu hại ta lúc, nên nghĩ đến cục diện hôm nay, đưa ngươi ba chữ tự tìm. Ta, hiên viên lăng yên bất đắc dĩ cúi đầu xuống, hai tay nắm thật chặt phái nói, giang giật, chỉ cần ngươi đem tấm kia tranh trả lại cho ta ta nguyện ý thay ngươi làm một chuyện gì, dạng này ngươi hài lòng sao? Bất cứ chuyện gì, giang giật trong mắt lấp lóe một tia hí ngược nói, vậy thì tốt, ngươi theo giúp ta một đêm, ta tự trả lại cho ngươi, cũng cam đoan về sau tuyệt đối không trêu chọc ngươi, cũng không tìm các ngươi hiên viên ra phiền phức, như thế nào? Cái này, không được, hiên viên lăng yên lập tức ngẩng đầu, phi thường quả quyết cự tuyệt nói nói đùa, nàng trong trắng như không còn, về sau làm sao lấy chồng. Đây chính là người nói bất cứ chuyện gì người căn bản không có thành ý. Giang giật cười lạnh một tiếng, lập tức chợt quát một tiếng, vậy liền không có nói chuyện, người tới tiễn khách. chương 1430, Đạo Thiên Bí Cảnh. Bên ngoài Hà Vĩ nhanh chân đi vào đây, không người đối hiên viên Lăng Yên nói ra, hiên viên tiểu thư, mời. Hiên viên Lăng Yên vừa tức vừa giận, nhìn thấy Giang giật lạnh băng băng muốn đi ra phía ngoài, nàng nhưng lại cuống lên trước khi đến ra ra của nàng thế nhưng là chính miệng bàn giao giang giật thân phận cùng trước kia khác nhiều hắn là địa sát quân chủ xem trọng người hiên viên ra mặc dù tại diệt ma các kiếm cơm nhưng nói thế nào đều tại địa sát giới mà lại địch minh cũng phi thường coi trọng giang giật cái này đại tư không vị trí thế nhưng là địch minh tự mình gật đầu địch minh không gật đầu ra ra hắn nhưng không có cái quyền lợi này giang giật trở thành đại tư không về sau muốn tìm nhà bọn hắn phiền phức càng đơn giản hơn Nhà các nàng rất nhiều con em thế nhưng là đều đảm nhiệm phân các các chủ. Nhìn thấy Giang Dật muốn đi ra đi, Hiên Viên Lăng Yên sắc mặt âm tình biến ảo mấy lần, đột nhiên cắn răng truyền âm cho Giang Dật nói, "Giang Dật, chỉ cần ngươi bất phôi của ta trong trắng, còn lại tùy ngươi." Ha ha ha, Giang Dật bước chân dừng lại, ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn quay đầu nhìn Hiên Viên Lăng Yên vài lần, tại nàng uyển chuyển thân thể mềm mại bên trên quét mấy lần, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, truyền âm nói, "Hiên Viên tiểu thư, ta và ngươi nói giỡn thôi, ngươi còn tưởng là thật A tấm kia tranh đã sớm hủy đi, ta và các ngươi hiên viên ra ân oán như vậy chấm dứt đi, hy vọng ngươi về sau chuyện tốt vì đó. Nói xong Giang giật nhanh chân rời đi, hiên viên lăng yên xấu hổ hận không thể tiến vào cái đất bên trong, Giang giật sau cùng một ánh mắt thật sâu đâm bị thương nàng, Giang giật ánh mắt ngụ ý phi thường rõ ràng coi như nàng lấy lại cùng hắn ngủ, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Đường đường địa sát giới cấp cao nhất tiểu thư một trong, thế mà bị người không lọt nổi mắt xanh cái này khiến hiên viên lăng yên cảm giác được dị thường xấu hổ giận dữ. Cũng may theo giang giật người này từ trước tác phong xem, nói chuyện vẫn là tính toán số, nội tâm của nàng thở dài một hơi, trên đầu lơ lửng thanh kiếm kia để xuống. hưu nàng thân thể hóa thành một đạo bạch quang hướng ra phía ngoài cuồng bay mà đi, nàng là một khắc đồng hồ cũng không muốn ở nơi này, nàng đời này cũng không tiếp tục muốn gặp đến giang giật. Bất quá trong nội tâm nàng phi thường tinh tường, đời này nàng là không cách nào quên giang giật, giang giật chú định trở thành nàng vĩnh viễn mộng ma. Thành đại nhân nơi đó, lưu thống lĩnh rất khách khí dâng lên một phần đáp lễ đưa tiến, giang giật chờ hắn sau khi trở về, liên thanh hỏi, lão lưu, ta trở thành đại tư không còn có phân các các chủ, lại là diệt ma chiến thần có bao nhiêu lần miễn phí tiến vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội. Một lần, lưu thống lĩnh cho ra đáp án để giang giật rất là im lặng, hắn không hiểu hỏi, không phải nói diệt ma chiến thần liền có thể lần nữa miễn phí đi vào một lần sao chẳng lẽ đại tư không cùng phân các các chủ không có bất kỳ cái gì phương diện này đặc quyền. Phân các các chủ có, lưu thống lĩnh cười khổ nói ra, đại tư không không có, đại tư không bản thân có đặc quyền tựu rất nhiều, mà lại có thể trở thành đại tư không người, bình thường đều là phong hào chiến thần. Người suy nghĩ một chút như thế cấp bậc cường giả muốn làm chiến công khẳng định dễ dàng a à, phân các các chủ lúc đầu có một lần miễn phí đi vào cơ hội, nhưng bất luận cái gì chức vụ, hàng năm đều chỉ có thể miễn phí 3 lần, coi như địch các chủ một năm cũng chỉ có 3 lần miễn phí cơ hội. Đại nhân, người đã miễn phí tiến vào hai lần, sở dĩ vẫn còn có thể miễn phí đi vào một lần. Thì ra là thế, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ yên tĩnh lại, chỉ còn lại một cơ hội, hắn không thể không thận trọng, hắn cũng biết vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội đến cỡ nào khó được. Sau một khắc, lưu thống lĩnh một câu, để Giang giật lần nữa nỗi lòng dâng trào, đại nhân, kỳ thật hàng năm ba lần miễn phí đi vào bí cảnh, bất kỳ người nào đều như thế, nhưng dựa theo cấp bậc khác biệt, có thể đi vào bí cảnh cấp bậc cũng không cùng. Theo người cấp bậc, người còn lại lần này miễn phí cơ hội, có thể tiến vào. Đạo thiên bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh huyền diệu giang giật đã cảm thụ hai lần, đạo thiên bí cảnh so nguyên thủy bí cảnh cao nhất cái cấp bậc. Bên trong có cái gì chỗ huyền diệu bên trong thiên địa linh khí sẽ có cỡ nào nồng đậm bên trong là không phải có đạo thiên linh bảo. Nguyên thủy linh bảo thôn thiên thú cường đại, giang giật đã từng gặp qua, hắn tưởng tượng lấy như vào đạo thiên bí cảnh bên trong, lại đụng một lần vận cầm cái đạo thiên linh bảo vệ liền đại phát, hắn đôi mắt nhất chuyển hỏi, lão Lưu A, đạo thiên bí cảnh bên trong có cái gì chỗ huyền diệu? Đại nhân, Lưu thống lĩnh gặp giang giật tâm trí hướng về dáng vẻ, có chút im lặng sờ lên dâu ria nói, đại nhân, người vẫn là đừng lãng phí cơ hội, cơ hội này phi thường khó được. Người trước tiên ở bên ngoài tu luyện một đoạn thời gian, thuận tiện đem linh hồn tăng lên một chút, những này bí cảnh bên trong ẩn chứa lấy thiên địa bản nguyên nhất áo nghĩa, bình thường thần vương đi vào đều không thể cảm ngộ, tiến vào bí cảnh cơ hội là có thể trồng lên, ngươi đừng có dùng, chờ ngươi về sau cảnh giới tăng lên tới chân chính diệt ma chiến thần lại đi vào không muộn. Ừm, cũng là, Giang giật nhẹ gật đầu, hắn vừa vặn muốn cảm ngộ một cái hỏa hệ pháp tắc, linh hồn trong khoảng thời gian này cũng tại tăng lên, thất diệp lan còn không có luyện hóa đâu, trước tăng lên hạ thực lực lại đi vào không muộn. Bất quá, Hắn rất tự nhiên coi thường lưu thống lĩnh đằng sau câu nói kia, muốn hắn đợi đến cảnh giới tăng lên tới chân chính diệt ma chiến thần hắn có thể đợi không được, y phiêu phiêu còn trấn áp tại thánh linh sơn phía dưới A. An bài xuống sự tình tựu tu luyện đi, Giang giật nghĩ đến đạo thiên bí cảnh tựu tâm thần dâng chào, hắn đôi mắt nhất chuyển nói, lão lưu A, ta bổ nhiệm ngươi làm phó các chủ, thống lĩnh diệt ma các sự vụ lớn nhỏ, như thế nào? Ta không được A, lưu thống lĩnh mặt thoáng cái biến thành mướp đắng. Giang giật còn tưởng là vung tay trưởng quỹ làm quen thuộc, chuyện gì đều ném cho hắn a. À. Hắn muốn chủ quản thành bên trong sự tình, đã cảm giác phân thân thiếu phương pháp, giống như còn muốn đi quản diệt ma các sự tình, vậy không bằng đem hắn chia hai bên tốt. Lưu thống lĩnh nghĩ nghĩ, nói ra, đại nhân, nếu không, để tiêu lãnh quản thành bên trong sự tình, ta đi quản diệt ma các. Một cái phó thành chủ cùng một cái phó các chủ, Lưu thống lĩnh tự nhiên muốn làm cái sau, bởi vì hắn là diệt ma các người, hơn nữa nhìn tình huống giang giật về sau phát triển sẽ không hạn chế tại đất sát giới, sở dĩ lưu thống lĩnh muốn đi tiếp quản diệt ma các. Kia tốt, giang giật khoát tay trận lại nói, đi đem lão tiêu gọi tới, đúng rồi. Thuận tiện đem hà vĩ cùng cổ mục gọi tới đi, lưu thống lĩnh nhanh chóng xuống dưới, không lâu lắm liền đem ba người mang đến, giang giật trực tiếp hạ lệnh, lão tiêu, người giúp ta trông coi thần ưng thành, cổ mục người phụ tá lão tiêu. Hà vĩ ngươi đi diệt ma các làm cái thống lĩnh đi, phụ tá lão lưu quản tốt diệt ma các. Tiêu lãnh ngược lại là cũng không dị nghị, hắn quyết tâm đi theo giang giật, tiêu hoàng lúc gần đi dặn dò nhiều lần, đừng nói quản một thành trì, coi như để hắn đi làm gác cổng đều không có ý kiến. Cổ mộc tự nhiên càng không ý kiến, Hà Vĩ lại đầy mắt kinh ngạc, hắn cư nhiên trở thành thống lĩnh cha của hắn lăn lộn lâu như vậy cũng mới một người thống lĩnh A. À. Tốt, Hà Vĩ trước kia còn muốn đi cùng lấy cha của hắn lăn lộn, xem ra đi theo giang giật lăn lộn tiền đồ lớn hơn một chút, hắn trùng điệp gật đầu, trong lòng không còn có nửa điểm không phục. Một lòng đi theo Giang Giật Ừm, cứ như vậy định Giang Giật khoát tay áo, nhớ tới thiên tinh giới sự tình Dặn dò, lão lưu Thiên tinh giới sự tình người quan tâm dưới Nhìn xem đại trận phải trang kiến tạo thành công Sự tình giao phó xong Giang Giật vốn muốn đi bế quan Trước khi đi lại nghĩ tới một sự kiện Hắn quay đầu truyền âm cho Tiêu lãnh nói Lão Tiêu, người đưa tin hỏi một chút phủ chủ Độc linh vì sao còn không có tiếp trở về Theo lý thuyết tiếp một người Một đường truyền thống đi tối đa cũng tự hai ba ngày thời gian a à hắn bế quan 5 ngày thời gian, vẫn còn không có tin tức gì, chẳng lẽ lại độc linh xảy ra chuyện. chương 1431, điều người, bởi vì trong lòng nhớ mong độc linh, Giang giật cũng không tâm tư tu luyện, tự lẳng lặng chờ đợi tiêu hoàng tin tức. Tiêu lãnh đưa tin trở về tiêu ra, đợi chừng nửa canh giờ tiêu hoàng mới đưa tin tới. Hắn nhìn lướt qua, hơi biến sắc mặt, nhanh chóng cùng Giang giật truyền âm nói, thành chủ, phủ chủ bọn hắn còn không có tìm tới độc linh. Quả nhiên xảy ra chuyện, Giang giật nội tâm siết chặt, trầm giọng truyền âm nói, tình huống như thế nào. Tiêu lãnh truyền âm giải thích nói, tộc trưởng đưa tin nói, lần trước phái đi người cũng không có tìm được độc linh, phủ chủ đã tăng thêm nhân thủ bốn phía tìm hiểu tin tức, nhưng còn không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Không có tìm được, Giang giật đôi mắt lạnh xuống, chẳng lẽ độc linh rơi vào tần ra trong tay hắn ngồi không yên, đối độc linh vung tay lên nói, đi, đi làm ưng thành. Lưu thống lĩnh bọn người khẽ giật mình, hắn hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? không có việc gì, Giang giật khoát tay áo nói, người trước thống lĩnh thành nội sự tình đi, diệt ma các sự tình trước đừng đi giao tiếp, chờ ta trở lại hãng nói. Giang giật mang theo tiêu lãnh nhanh chân hướng ngoài thành đi đến, một đạo u ảnh nhưng từ Giang phủ bên trong bay ra, vô thanh vô tức tụ hợp vào trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại Giang giật cùng tiêu lãnh truyền tống sau khi đi, hắn cũng nhanh chân đi vào trong truyền tống trận, tiện tay lấy ra một khối lệnh bài màu đen dương lên, thủ vệ truyền tống trận thống lĩnh biến sắc, cái gì cũng không dám nói lập tức mở ra truyền thống trận giang giật linh hồn bên trong năng lượng đã hấp thu một nửa linh hồn tăng cường không ít cưới truyền thống trận linh hồn cũng sẽ không như vậy suy yếu bất quá ở nửa đường vẫn là nghỉ ngơi mấy canh giờ mới truyền thống đến lam ưng thành giang thành chủ tốt lãnh gia tốt lam ưng thành quảng trường thủ hộ truyền thống trận người nhìn thấy giang giật cùng tiêu lãnh lập tức hành lễ cái này thống lĩnh thế nhưng là thiên sát cấp bậc so giang giật cao hơn lại trái lại cho giang giật hành lễ cái này khiến quảng trường rất nhiều người đều có chút không hiểu. Mà Giang giật lại cho rằng đương nhiên, nhẹ gật đầu cùng tiêu lãnh bay đi làm ưng sơn. Giang thành chủ chẳng lẽ là Giang giật, khẳng định liền là Giang giật, một số người lập tức kịp phản ứng, tên Giang đích danh nhân thật đúng là không nhiều, tăng thêm trẻ tuổi như vậy, lại người mặc diệt ma các chiến giáp, là Giang giật sẽ không sai. Giang lão đệ, Giang giật cùng tiêu lãnh vừa mới bay lên lam ưng sơn, tiêu hoàng tự tự mình ra ninh tiếp, tư thái phóng phi thường thấp, hắn cũng một mặt hổ thẹn truyền âm nói thật có lỗi a à, lão đệ người còn không có tìm tới lão ca hổ thẹn a à. giang giật cũng không vào thành lâu đài bên trong trực tiếp truyền âm nói phủ chủ cái này không liên hệ gì tới ngươi ngươi nói độc linh có khả năng hay không rơi vào tần gia trong tay sẽ không tiêu hoàng phi thường khẳng định nói ra ngày hôm đó về sau tần gia lập tức triệt binh mà lại vừa rồi ta phái người đi hỏi tần gia trưởng lão bày một câu đi tần gia rất rõ ràng hồi phục bọn hắn không có tìm được độc linh. Chẳng lẽ độc linh chính mình lặn đi? Giang giật đôi mắt nhất chuyển động, tần gia triệt binh độc linh có thể hay không nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, sở dĩ lặng yên tiềm hành đi an toàn địa phương dưỡng thương. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, tiêu hoàng bên hông một khối ngọc bội phát sáng lên, hắn sau khi liếc nhanh mấy lần, trầm giọng nói ra, có một tia đầu mối, tần gia một tên cao tầng lộ ra tin tức nói, gần nhất có người tìm bọn hắn giao dịch bán độc linh đầu người, ra giá ngàn vạn thần nguyên. Bất quá tần gia cố kỵ ngươi, sở dĩ không dám giao dịch, đưa tin tới đoán chừng cũng là nghĩ bán ngươi một cái tốt ra. À. Ừ, Giang giật sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn ngưng âm thanh nói ra, để bọn hắn hỏi một chút tần gia cao tầng, đến cùng là ai muốn bán độc linh đầu người. Tiêu Hoàng vội vàng đưa tin qua, đưa tin xong chỉ vào tòa thành nói, Giang lão đệ đừng nóng vội, đi trước tiến vào ngồi đi, yên tâm. Coi như đào ba thước đất, ta cũng giúp người tìm tới độc linh. Ta đã truyền lời xuống dưới, Lam ưng trong phủ lớn nhỏ thế lực đều tại thăm dò tình báo. Đa tà tiêu lão ca, Giang giật nhẹ gật đầu, đồng thời đổi xưng hô, tiêu hoàng khóe mắt hiện lên một tia hơi thở sắc, Giang giật đổi xưng hô quan hệ kéo đến càng gần, điều này nói rõ hắn trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Hai người tiến vào đại điện bên trong, một bên uống trà một bên chờ đợi tin tức, sau nửa canh giờ rốt cục lại có tin tức truyền đến, tần gia cao tầng cũng không biết rõ đối phương là ai, chỉ là mịt mờ nói cái kia thế lực hẳn là ngay tại Bắc Hà Thành phụ cận. Bắc Hà Thành phụ cận, tiêu hoàng thưa thất lông mày nhíu lại, vung tay lên tiêu ra một tên cường giả lập tức lấy ra địa đồ. Bản đồ này là đặc chế, phía trên có rất nhiều chú giải, giang giật hướng Bắc Hà Thành vị trí khu vực nhìn lại, nhìn thấy phụ cận có mấy cái điểm đỏ, không hiểu hỏi tiêu lão ca, những này điểm đỏ là có ý gì. Thần bọn phỉ đoàn cùng đại gia tộc ám đà. Tiêu Hoàng chỉ vào Bắc Hà Thành phụ cận 6 cái điểm đỏ nói, Bắc Hà Thành Bắc mặt liền là Hắc Tuyết phủ, chỗ giao giới còn có một chỗ nguy hiểm hơn tuyệt địa, gọi Hắc Tuyết Sơn mạch nơi này dựng dục rất nhiều hắc ám hệ hỗn độn thú, nghe nói dãy núi chỗ sâu còn có hồng mông cấp hỗn độn thú. Vùng núi này phụ cận có ba cái đại gia tộc ám đà, ngoài ra còn có ba cái tương đối lớn thần bọn phỉ đoàn, cái này hắc tuyết quân đoàn thủ lĩnh vẫn là phong hào thiên sát. A, sang giật đối với những này là hoàn toàn không hiểu, hắn chỉ có thể nhìn qua tiêu hoàng hỏi, kia độc linh có khả năng hay không bị cái này 6 cái thế lực một trong bắt được. Ba cái đại gia tộc ám đà không thể nào. Tiêu Hoàng rất khẳng định nói ra, trong đó một cái ám đà liền là Tần gia, mặt khác hai cái đại gia tộc cũng không dám động độc linh, coi như bắt lấy độc linh, cũng sẽ không đi cùng Tần gia giao dịch, trực tiếp ném cho Tần gia là được rồi. Sở dĩ, ta hoài nghi hẳn là cái này ba cái thần bọn phỉ đoàn, Hắc Tuyết quân đoàn khả năng càng lớn, độc linh thần thông quá cường đại, không đạt tới Phong Hào Thiên Sát đoán chừng còn bắt không được hắn, Máu Đen quân đoàn quân đoàn trưởng liền là một cái coi như nổi danh Phong Hào Thiên Sát. Phong Hào Thiên Sát Giang giật nhớ tới độc linh đã từng nói, hắn tiềm ẩn thuật phổ thông thiên sát nhìn không thấu, chỉ có tần ra mấy cái đạt tới phong hào thiên sát lão quái vật mới có thể xem thấu. Hắn trầm tư một lát, đứng dậy quát khẽ tiêu lãnh. Tải, tiêu lãnh lách mình mà ra, Giang giật lấy ra hắn đại tư không linh bài đưa cho hắn nói, đi Lam ưng thành diệt ma các điều người, để Lam ưng phủ sở hữu diệt ma chiến vương, diệt ma chiến thần đi Bắc Hà thành tập hợp. Tiêu Hoàng cũng không có ngăn cản Giang giật, ngược lại đồng dạng hạ lệnh tiêu quân, triệu tập đại quân đi Bắc Hà Thành tập hợp, Hắc Tuyết quân đoàn chiếm cứ tại Hắc Tuyết Sơn mạch cũng rất nhiều năm a lần này tựu đánh một trận bọn hắn, Trần Nhiếp thoáng cái tứ phương thế lực, lão phu cũng rất nhiều năm không có động thủ, hoạt động lần này hoạt động hạ gân cốt. Giang giật hướng Tiêu Hoàng trông lại, cũng không có nói cái gì ra mồm, chỉ là chắp tay nói Tiêu lão ca, làm phiền ngươi. Lão đệ nói lời này liền khách khí, Tiêu Hoàng đứng dậy mỉm cười nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, mà lại Lam Ưng phủ rất nhiều người đều không đem ta Tiêu Hoàng để vào mắt, một trận chiến này vừa vặn để bọn hắn biết rõ nơi này ai là chủ nhân. đi thôi, lão đệ. đi. giang giật đứng dậy đuổi theo tiêu hoàng. bất luận độc linh phải trang bị hắc tuyết quân đoàn bắt được, một trận chiến này đều phải đánh. coi như bị cái khác quân đoàn hoặc là thế lực bắt được, một trận chiến này đánh xong về sau, độc linh cũng sẽ bị an toàn thả lại tới. ầm, um, lam ưng trên núi một cái đạn tín hiệu sông lên trời. tiêu gia đà tới thiên sát cấp bậc cường giả nhanh chóng bay vụt ra. toàn bộ người chiến ý cao long tiêu ra rất nhiều năm không có lộ ra mũi nhọt, lần này chiến đao ra khỏi vỏ, không thấy máu tuyệt không thu binh. chương 1432, Thiên Đà Sơn. Tiêu Hoàng cùng Giang giật một cái mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ Lam ưng phủ bạo động. Đầu tiên tiêu ra ngoại trừ lưu thủ cường giả về sau, còn lại toàn bộ khuynh sao mà động. Tiêu ra động, Lam ưng trong núi phụ thuộc tiêu ra lớn nhỏ gia tộc cũng toàn bộ cũng động. Lam ưng thành nội ngũ đại gia tộc tộc trưởng trước tiên triệu tập gia tộc cường giả, coi như không cho Giang giật mặt mũi, tiêu hoàng mặt mũi nhất định phải cho. Sau đó liền là các đại trong thành trì lớn nhỏ gia tộc, cơ hội tốt như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ nhận được tin tức gia tộc thứ lập tức hướng Bắc Hà Thành truyền tống mà đi. Diệt ma các bên này, làm ưng phủ diệt ma các các chủ thù một tự mình dẫn cường giả xuất động, tại Lam ưng thành quảng trường chờ đợi giang giật. Thù một là phong hào chiến thần. Dựa theo cấp bậc giang giật vốn không có quyền lực điều động hắn, mà lại hắn là phủ vực phân các các chủ, giang giật cũng không có quyền lợi triệt tiêu chức vụ của hắn nhưng giang giật thế nhưng là địa sát quân chủ cùng địch minh xem trọng người, tốt như vậy kết giao giang giật cơ hội thù một như thế nào lại buông tha. Còn lại phân các chớ nói chi là, tại tiểu các chủ xuất lĩnh dưới, toàn bộ hướng Bắc Hà Thành truyền tống mà đi, cường giả nhiều lắm, đem Bắc Hà Thành người dọa cho đến không rõ. Làm ưng thành bên này đã tụ tập vượt qua vạn người, đây cũng không phải là phổ thông võ giả, ít nhất đều là thần vương địa sát chiến vương cấp bậc võ giả, không đạt tới cái này cấp bậc còn không có cơ hội tham chiến. Lam ưng thành cường giả gần như tụ tập hơn phân nửa, phong hào thiên sát cấp bậc cường giả tụ đạt đến ba người. Hưu, Giang giật cùng tiêu hoàng các loại chờ tiêu gia cường giả tụ tập hoàn tất về sau, xuất lĩnh đại quân hướng Lam ưng thành bay tới, nhìn xem trên quảng trường đen nghịt một bọn người đầu, Giang giật cũng không có quá nhiều tự hào, ngược lại nội tâm giấy lên vô hạn ý chí chiến đấu. Chỉ cần có thể biến thành cường giả, chỉ cần có thể đứng tại võ đạo đỉnh phong, tiện tay liền có thể triệu tập một chi siêu cấp đại quân, cũng sẽ có vô số cường giả nguyện ý đi theo ngươi. nếu có thể trở thành chúa tể một giới, xuất lĩnh ức vạn cường giả cùng những giới khác hoặc là minh giới đại quân khai chiến, thật là là bực nào rộng lớn chẳng diện a. À. giang giật trong đầu hiển hiện một cái hình tượng, nội tâm dâng trào không thôi, chỉ có trở thành chí cường giả mới có một đoàn cường giả đi theo, có thể triệu tập nhiều người như vậy, hoàn toàn là bởi vì địa sát quân chủ một cái tỏ thái độ, như địa sát quân chủ một cái mệnh lệnh, vậy sẽ có bao nhiêu cường giả hội tụ? đây là thù một diệt ma các phân các chủ, đây là cam gia tộc trưởng cam cờ, đây là. Tiêu lãnh lặng yên cho Giang giật giới thiệu, Giang giật từng cái hướng bọn họ gật đầu biểu thị cảm kích, những người kia cũng cái gì cũng không nói, giờ phút này có thể xuất chiến cái kia chính là tốt nhất biểu thị. Tiêu hoàng nhìn lướt qua gặp người tới không sai biệt lắm, vung tay lên nói đi Bắc Hà Thành. Tốc độ phải nhanh, chớ để lộ tiếng gió, đến Bắc Hà Thành sau lập tức đi hắc tuyết sơn mạch, đem dãy núi cho vây quanh lại nói. Rõ, các gia tộc tộc trưởng nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh, truyền tống trận liên tục không ngừng phát sáng lên, bất quá mỗi lần chỉ có thể truyền tống trăm người, cái này hơn một vạn người muốn toàn bộ truyền tống xong ít nhất phải tiểu nửa ngày. Giang giật cùng tiêu hoàng cũng không vội, hắc tuyết quân đoàn nghe nói có 10 vạn thần phỉ, nhiều người như vậy nghĩ chuyển di là phi thường khó khăn sự tình, lại nói coi như bọn hắn chuyển di, có thể chuyển di đi cái nào đi mặt phía bắc hắc tuyết phủ coi như chạy trốn tới hắc tuyết phủ lại như thế nào. Thần bọn phỉ đoàn kỳ thật thuộc về không chính thức thế lực, một chút cường giả không muốn bị quản chế tại diệt ma các địa sát các chiến thần các, chỉ có thể tự thành lập thế lực hội tụ một chi đội ngũ. Đương nhiên thần bọn phỉ đoàn cũng cùng chính thức thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất hòa chính thức cấu kết bọn hắn là không thể tồn tại quá lâu. Đại thần bọn phỉ đoàn bình thường sẽ không đơn giản giải tán quân đoàn, như thế về sau sẽ rất khó tại tụ tập lại, sở dĩ hắc tuyết quân đoàn hoặc là chỉ có thể nói, hoặc là sẽ chết chiến đến cùng. Tiểu nửa ngày về sau, các loại chợt tất cả mọi người truyền tống rời đi, Giang giật cùng tiêu hoàng tiến vào truyền tống trận, liên tục truyền tống mà đi. Giữa đường còn nghỉ ngơi hai canh giờ, chờ bọn hắn đến Bắc Hà Thành lúc, thành nội không nhìn thấy nửa cái cường giả, toàn bộ đã hướng hắc tuyết sơn mạch bay đi. Đi, tiêu lãnh lấy ra thần châu, tiêu hoàng mang theo tiêu ra tối cường mấy chục người cùng giang giật tiến vào thần châu bên trong, hướng phía bắc phá không mà đi. Vừa mới bay ra ngoài không bao xa, một tên người mặc địa sát quân chiến giáp võ giả bay vụt mà đến, giữa không chung một gối quỷ xuống quát khẽ nói, bằng phù chủ, lúc đầu đại quân đã đến Hắc Tuyết Sơn mạch bắt đầu vây kín, theo dò xét. Hắc Tuyết quân đoàn chính lên núi mạch chỗ sâu chuyển di, còn lại hai cái thần bọn phỉ đoàn cũng lên núi mạch chỗ sâu di động, có thể có liên hợp cùng nhau xu thế. Liên hợp cùng một chỗ, Tiêu Hoàng cười lạnh một tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ đại quân trước đem Hắc Tuyết Sơn mạch vây quanh, chờ chúng ta đi qua lại nói. "Rõ." Tên kia Thiên Sát lĩnh mệnh tốc độ cao nhất bay mất, Tiêu Hoàng thì tiếp tục để thần châu đều đặn nhanh phi hành dù sao đại quân đến hắc tuyết sơn mạch cũng còn cần một đoạn thời gian. Giang giật trên mặt có chút thần sắc lo lắng, tam đại thần bọn phỉ đoàn liên hợp cùng một chỗ đây là muốn tử chiến tiết tấu sao vạn nhất chó cùng rứt dậu đem độc linh giết đi đâu. Yên tâm đi, Giang lão đệ, tiêu hoàng nhìn ra Giang giật lo lắng, cười giải thích nói, nếu như ta là hắc tuyết quân đoàn thủ lĩnh, khẳng định liền sẽ không giết người. Dù sao giết người, bọn hắn liền rốt cuộc không có, có cơ hội đàm phán, kết cục cũng chỉ có chết một lần. Vậy là tốt rồi, Giang giật lo lắng nhất liền là độc linh an toàn, người này không chỉ có riêng là hắn hồn nô, hắn muốn đi thánh linh giới cứu ra y phiêu phiêu, độc linh người này phi thường trọng yếu. Thần châu nhanh chóng phi hành, hơn một ngày thời gian sau đã tới mặt phía bắc một mảnh cự đại sơn mạch trước, Giang giật thật xa liền thấy không trung đen nghịt đều là thần châu, cũng không biết lần này cụ thể tới bao nhiêu người. Hưu, tiêu gia phụ trách tình báo một vị thống lĩnh nhanh chóng bay tới, bay vào thần châu bẩm báo nói, phủ chủ, Giang đại nhân, tam đại gia tộc ám đà thành viên đã rút lui, tam đại thần bọn phỉ đoàn hội tụ cùng một chỗ, ngay tại hắc tuyết sơn mạch bên trong thiên đà sơn. Thiên đà sơn địa đồ đâu, tiêu hoàng nhướng mày, tại vị này thống lĩnh lấy ra hắc tuyết sơn mạch địa đồ, tiêu hoàng liếc mấy cái lúc này mới ngừng âm thanh nói ra, cái này hắc mọi dợ rất thông minh a. À? Thiên Đà Sơn mặt phía Bắc Vạn Lý liền là Hắc Tuyết Hải. Kia là bên trong dãy núi Hỗn Độn Thú Đại Bản Doanh, nghe nói có trăm vạn Hỗn Độn Thú, Hắc Tuyết trong nước có hồng mông cấp Hỗn Độn Thú, vẫn là một cái ngàn vạn năm hỗn độn thú hắn đây là nghĩ ngọc thái câu phần a. Hồng Mông cấp hỗn độn thú, Giang giật lông mày nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi, Tiêu lão ca, Hồng Mông cấp hỗn độn thú không phải nói cùng thiên sát là ngang nhau sao chẳng lẽ các ngươi chiến lực còn không diệt được. Tiêu Hoàng nở nụ cười khổ nói, lão đệ a, vậy phải xem là cái gì cấp bậc a, nếu như là trăm vạn năm cũng không sợ, như cái này hỗn độn thú thật là ngàn vạn năm, sợ là chúng ta mấy cái lão ra hỏa cộng lại đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hạ lệnh đại quân hướng thiên đà sơn áp đi tiêu hoàng ánh mắt lộ ra vẻ tức giận quát lạnh nói hắc mọi giờ đã muốn chơi đùa vậy thì bồi hắn chơi đùa đi làm cho tất cả mọi người chú ý chớ tới gần hắc tuyết hải chớ kinh động bên kia hỗn độn thú nếu không lần này sẽ phải chơi lớn rồi tuân mệnh thống lĩnh chắp tay lĩnh mệnh bắn ra đem tiêu hoàng mệnh lệnh truyền xuống tiếp rất nhanh từng chiếc từng chiếc thần châu phá không mà đi cường đại võ giả khí tức theo thần châu bên trong truyền ra để bốn phía phong đều đình chỉ quét mấy ngàn chiếc thần châu nhanh chóng phi hành, từ xa nhìn lại tựa như mấy ngàn con to lớn cự thú lên núi mạch bên trong bay đi. chương 1433, tấn công núi. Thiên đà sơn địa hình rất kỳ lạ, là hai tòa phi thường dốc đứng cao phong, từ xa nhìn lại tựa như lạc đà đà phong, sở dĩ được mệnh danh là thiên đà sơn. Tại địa sát giới trọng lực phi thường khủng bố, càng lên cao mặt trọng lực càng lớn, sở dĩ chiến thần cường giả là rất khó bay lên trăm vạn trượng không chung. Nhưng cái này thiên đà sơn đỉnh núi độ cao đạt đến hơn 100 vạn trượng, nếu là đại quân muốn đi đỉnh núi, vậy chỉ có thể từ phía dưới leo đi lên, đây là một cái dễ thủ khó công tuyệt hảo hiểm địa. Đại quân đến thiên đà sơn phía dưới, toàn bộ đều theo thần châu bên trong bay ra, đem hai tòa núi liền sơn phong bao bọc vây quanh, trên sườn núi ẩn ẩn có thể nhìn thấy rất nhiều thần bọn phỉ đoàn võ giả, những người kia tại sườn núi thạch phong bên trong, trong rừng cây giấu kín, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tử thủ dáng vẻ. Người thật nhiều, lần này ít nhất tới 5 vạn người a. À. Giang giật cùng Tiêu Hoàng đến Thiên Đà Sơn phụ cận về sau, hắn nhìn qua đen nghịt phiêu phù ở giữa không trung cường giả, âm thầm cảm khái không thôi. Một cái Lam ưng phủ tựu có nhiều cường giả như vậy, cái này nếu là toàn bộ địa sát giới nên có bao nhiêu cường giả a, à còn có thiên giới cái kia ngay tại chống cự minh giới đại quân giới diện tụ tập bao nhiêu nhân tộc cường giả tối đỉnh căn bản là không có cách tưởng tượng. Ánh mắt của hắn hướng xa xa Thiên Đà Sơn nhìn lại, liếc nhìn một hồi lông mày nhíu lại xem ra tam đại thần bọn phỉ đoàn thật đúng là chuẩn bị cùng đại quân cùng chết ha, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy giữa sườn núi cất dấu ít nhất mấy vạn người, đỉnh núi có bao nhiêu người vậy cũng không biết. Đương nhiên, Giang giật cho rằng, coi như đối phương người lại nhiều cũng là một đám người ô hợp, làm ưng phủ tất cả cường giả hội tụ còn không diệt được ba cái thần bọn phỉ đoàn, kia địa sát quân chủ cũng vô pháp thống trị địa sát giới. Tiêu Hoàng lơ lửng tại bốn phía liếc nhìn mấy lần, đột nhiên quát khẽ nói, ta là Tiêu Hoàng, hắc mọi dở, cút ra đây tiêu hoàng lời nói rất bá khí cũng dùng thiên lực chấn động thanh âm như sấm giống chấn động đến hai tòa cự phong cũng hơi chấn động giang giật chờ ở phụ cận người màng nhĩ đều một trận nhói nhói tiêu hoàng tiếng giống cũng chấn động đến hai tòa sơn phong võ giả một mảnh bạo động những cái kia đám ô hợp nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đã sớm nội tâm bối rối không dứt giờ phút này nghe nói tiêu hoàng đến càng luống cuống tên không đấu với quan thần phỉ nói thế nào đều không phải là hợp pháp vốn là e ngại chính thức vây quét không chỉ có tới rất nhiều địa sát quân, diệt ma các cường giả, liền phủ chủ tiêu hoàng cũng đích thân tới. Tiêu hoàng thế nhưng là lam ưng phủ người mạnh nhất, hàng năm tích lũy huy vọng tự nhiên dọa phá những này cấp thấp thần phỉ can đảm. Ha ha, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, tiếp lấy giữa không trung phong vân phun trào, một cái bóng mở ngưng kết mà thành, là một cái có dâu dài hán tử mặt đen. Ánh mắt của hắn đặc biệt lớn, như chuông đồng, hung quang dọa người, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiêu hoàng cười lạnh, một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, tiêu hoàng, mang nhiều người như vậy làm gì có phải hay không nghĩ hù dọa lão phu a à, lão phu tại cái này hắc tuyết sơn mạch chơi mấy trăm năm, không có làm phiền ngươi chuyện gì a à. Tiêu hoàng mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm cao lớn hư ảnh, lạnh giọng nói ra, hai lựa chọn, hoặc là giao người, hoặc là toàn bộ chết. Ha ha ha, mặt đen dâu dài hán tử ngửa mặt lên trời cười ha hả tiếng cười cũng dùng thiên lực chấn động, chấn động đến tứ phương sơn phong lắc lư, hắn một đôi hung quang lòe lòe con mắt nhìn chằm chằm tiêu hoàng nói, tiêu hoàng, muốn giao người có thể, 50 triệu thần nguyên, thiếu một mai đều không được. Người muốn chiến ta liền bồi ngươi chiến, bất quá ta cam đoan các người những người này có thể trở về không cao hơn một nửa. Khẩu khí thật là lớn, tiêu hoàng nổi giận, cũng không nói, trực tiếp khua tay nói, tấn công núi, người đầu hàng không giết, dám người chống cự giết không tha. Giết giết giết, từng tiếng bạo giống vang lên, địa sát quân điên cuồng hướng hai tòa đại sơn vào tới, diệt ma các bên kia thù một cũng hạ lệnh tấn công núi. Ha ha ha, tiêu hoàng, người sẽ vì người quyết định ngu xuẩn trả giá thật lớn. Hắc mọi giờ tiếng cười to vang lên, lập tức hắn hét lớn, các huynh đệ, đầu hàng hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng bọn hắn liều mạng giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Trận hình phòng ngự, giết, hưu hưu hưu, bên này vô số cường giả bay đi bay thẳng giữa sườn núi, toàn bộ đều thả ra công kích từ xa, khắp thiên đều là lưu quang, đủ loại công kích bày ra đến trướng mắt trên đỉnh núi cũng đầy trời bắn ra các loại lưu quang, bốn phía hư không tầng tầng chấn động, từng đạo khí tức kinh khủng để giang giật đều không thể hít thở, khủng bố như thế công kích, như thế rộng lớn tràng diện để hắn mở rộng tầm mắt. Dâm dâm rầm khắp nơi đều là tiếng nổ, giữa sườn núi tiếng nổ càng kinh khủng, mỗi lần một đạo tiếng nổ đều sẽ mang đi vô số chân cụt tay đứt, đều sẽ mang đi từng đầu người sống sờ sờ mệnh. Vẹn vẹn một vòng công kích, thần bọn phỉ đoàn bên kia tự chết đi ít nhất gần vạn người, tại giữa sườn núi những cái kia đều là cấp thấp nhất võ giả, bia đỡ đạn. Là hắc mọi dợ dùng để kéo cầu hận, những người này bị chém giết, sẽ trên sự kích thích cao cấp thần phỉ cùng chung mối thù, cũng sẽ để bọn hắn càng thêm điên cuồng, quyết nhất tử chiến. Trái lại đại quân bên này, một người cũng chưa chết, bất quá rất nhiều người thụ thương, bị trùng điệp đập xuống xuống dưới. Bên này võ giả thấp nhất đều là thần vương, thần phỉ cường giả đều tại đỉnh núi, khoảng cách quá xa, chờ phía trên công kích rơi xuống, rất nhiều người đã sớm tránh đi tiêu diệt giữa sườn núi sơn phỉ đơn giản, muốn công lên núi đỉnh tựu rất khó khăn. Cường đại trọng lực, để phong hào chiến thần cấp bậc dưới đây võ giả căn bản không bay qua được, chỉ có thể từ trên núi leo đi lên, cái này rất dễ dàng trở thành phía trên thần phỉ đại quân mục tiêu công kích. Phía trên thần phỉ tùy ý hướng phía dưới công kích, sau đó có thể trốn ở trên đỉnh núi, bên này như muốn cưỡng ép công đi lên khẳng định sẽ chết thảm trọng. Hưu, thu khẽ động, toàn bộ như một cái diều hâu xoay quanh mà lên, đại bộ đội muốn tấn công núi, hắn cũng không muốn diệt ma các đệ tử tử thương thảm trọng, sở dĩ muốn tự mình đi lên đứng vững cường giả công kích, để đại bộ đội lên núi, một khi trên đại quân đỉnh núi, chiến đấu cũng gần như tự kết thúc. Hắc mọi giờ, ta tiêu sơn chơi đùa với ngươi, tiêu ra một tên phong hào thiên sát động, hướng mặt khác một tòa đại sơn bay đi, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp tìm tới hắc mọi giờ, tiêu hoàng liếc nhìn vài lần mở miệng nói cam cờ, hồng vũ các ngươi cũng xuất chiến đi. Vù vù, lại là hai tên phong hào thiên sát động, phân biệt hướng hai tòa đại sơn vào tới, còn có vô số thiên sát cũng bay đến phía trước đứng vững đầy trời công kích, dạng này liền có thể tránh cho phía sau thần vương địa sát chết đi. Bốn tên phong hào thiên sát, gần ngàn thiên sát, như thế xa hoa đội hình, song phương thực lực quá cách xa, giang dật liếc mấy cái nhìn thấy những cường giả kia nhẹ nhõm chặn phía trên công kích, nội tâm đại định, thần bọn phỉ đoàn có một ít cường giả, nhưng số lượng chênh lệch quá nhiều, lần này tiêu diệt hẳn là rất nhẹ nhàng. Oanh, đúng lúc này, thiên đà sơn mặt phía bắc chuyển đến một đạo to lớn nổ vang, sau đó từng tiếng to lớn tiếng gầm gừ tiếng thú gào vang lên, tiêu hoàng sắc mặt đại biến, tức miệng mắng to, hắc mọi dợ, người cái này cầu tạp toái, thế mà dẫn động hắc tuyết hải hốn độn thú. Để tiêu hoàng chuyện lo lắng nhất phát sinh, hắc mọi dợ phái người đi hắc tuyết hải, đem bên kia hốn độn thú quần dẫn đi qua. Hắc tuyết hải thế nhưng là hắc tuyết sơn mạch hốn độn thú xào huyệt, coi như phong hào thiên sát cũng không dám xâm nhập, Lần này sẽ có bao nhiêu hỗn độn thú bị dẫn tới sẽ có hay không có ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú. Tiêu Hoàng không biết, không bằng hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, giống giận, toàn bộ địa sát, diệt ma chiến vương triệt thoái phía sau ngàn vạn dặm, những người còn lại tốc chiến tốc thắng. Hỗn độn thú có rất nhiều chủng loại, hắc ám hệ lại là kinh khủng nhất. Giống như kia trăm vạn hỗn độn thú xông lại, hôm nay đến có thể bình an trở về, thật đúng là nhiều nhất chỉ có một nửa. Chương 1434, Minh Ma đại trận. Ô ô, một đạo như u hồn thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa như trong địa ngục quỷ hồn kêu khóc, tiêu hoàng hạ lệnh rõ ràng đã muộn. Tại thanh âm này vang lên về sau, sở hữu địa sát cùng diệt ma chiến vương đô không động được, trên đỉnh núi rất nhiều công kích cũng ngừng lại, phía trên đại bộ phận thần phỉ đều bị thanh âm này chấn nhiếp. Giang giật tại thời khắc này đôi mắt cũng bắt đầu mông lung, không bằng hắn linh hồn bên trong ba đầu hỏa long du tẩu, chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh, để hắn lập tức đánh thức. Công kích linh hồn, Tiêu Hoàng sắc mặt lần nữa biến đổi bốn mắt quét qua, phát hiện một chút thiên sát đều chịu ảnh hưởng, hắn âm thầm kinh hãi bảo hống Tiêu Sơn, cam cờ. Các ngươi đi đánh giết hắc mọi dợ, thù một, hồng vũ, theo ta đi ngăn cản cái kia hồng mông cấp hốn độn thú. Tiêu Hoàng lại quay đầu nhìn Giang giật một chút, phát hiện ánh mắt hắn lại là thanh minh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lập tức truyền âm nói, Giang lão đệ, người để tiêu lãnh mang theo triệt thoái phía sau, cái này hỗn độn thú đoán chừng ít nhất là 500 vạn năm, phi thường khủng bố người yên tâm độc linh ta sẽ giúp người cứu trở về hiu nói tiêu hoàng trên thân khí thế dâng lên người như rồng tượng trên thân kim quang lấp lánh cả người đều thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kim quang hắn thân thể dùng tốc độ khủng khiếp hướng thiên đà sơn mặt phía bắc bay đi ô ô cái kia đạo như quỷ hồn kêu khóc thanh âm không ngừng vang lên càng ngày càng gần giang giật linh hồn bên trong chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh không ngớt tiêu lãnh nhìn thấy giang giật không nhúc nhích cho là hắn bị hồn âm chấn nhiếp liền muốn cưỡng ép mang theo hắn rời đi đừng nhúc nhích ta giang giật đột nhiên quát khẽ sau đó lại nhắm mắt lại hai cái lỗ tai có chút rung động tựa hồ tại lắng nghe cái này quỷ hồn kêu khóc cái này tiêu lãnh có chút luống cuống không biết như thế nào cho phải cái kia cường đại hỗn độn thú tiêu hoàng đều rất cố kỵ như tới gần giang giật chút thực lực ấy vô cùng nguy hiểm a à, nhưng giang giật hạ lệnh để hắn đừng nhúc nhích tiêu lãnh nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ ô ô thanh âm càng ngày càng gần Vô số tiếng gầm gừ cũng cuồn cuộn mà đến, kinh khủng thú uy bao phủ cả tòa Thiên Đà Sơn. Những cái kia địa sát chiến vương một cái không động được, rất nhiều ngày sát cấp cường giả cuống lên, liều mạng xông lên sơn đi, muốn tốc chiến tốc thắng chém giết sở hữu thần phỉ, sau đó đi chống cự hỗn độn thú đại quân. Bằng không đợi hỗn độn thú quần xông lại, đám này địa sát chiến vương lại không động được, hậu quả khó mà lường được. Mặc kệ, Tiêu Lãnh đợi một hồi, có chút bực bội rồi, chuẩn bị cưỡng ép mang đi giang giật. Vạn nhất giang giật chết rồi tiêu Hoàng tuyệt đối sẽ xé hắn. Tại hắn muốn lôi kéo giang giật cưỡng ép lúc rời đi, một đạo lạnh lùng truyền âm vang lên, đừng nhúc nhích giang giật, hắn có thể có rõ ràng cảm ngộ. Ai, tiêu lãnh tóc gáy trên người dựng thẳng lên, ánh mắt đột nhiên hướng về sau mặt quét tới, nhưng đằng sau lại không nhìn thấy nửa cái bóng người, truyền âm vang lên lần nữa, đừng tìm, đừng nói người coi như tiêu hoàng cũng không tìm tới ta. Ách, tiêu lãnh toàn thân chấn động, tiêu hoàng tại địa sát giới coi như nổi tiếng cường giả, liền hắn không phát hiện được người, tại địa sát giới tuyệt đúng không vượt qua 30 người. Địa sát đường 13 người tăng thêm địa sát quân chủ tựu 14 người, cái này 14 người không có khả năng ra cái này, như vậy thì chỉ còn lại 16 người, tiêu lãnh đôi mắt nhất chuyển. có chút trần chờ mà hỏi thế nhưng là mạch đại nhân. Người nhìn một chút giang giật, ta đi đem độc linh mang về. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, cũng không có khẳng định hắn liền là tiêu lãnh suy đoán người kia. Tiêu lãnh cảm giác một đạo luồng gió mát thổi qua, bắn thẳng đến bên trái sơn phong, vô thanh vô tức quái dọa người, tiêu lãnh thần thức quét mấy lần, lập tức kết luận đây chính là mạch thượng hành, mạch ra trinh sát đường đường chủ, mạch ra xếp hạng thứ năm trí cường giả. Địa sát quân chủ thế mà để mạch thượng hành đến âm thầm bảo hộ giang giật. Tiêu lãnh nuốt nước, nước miếng một cái, nhìn qua giang giật ánh mắt càng thêm cung kính mấy phần. Hắn cũng không dám động, tự thủ hộ tại giang giật bên người, đồng thời để tiêu ra mấy tên thiên sát tại bốn phía tuần sát, bảo đảm giang giật an toàn. ồ kia quỷ hồn kêu khóc âm thanh một mực không có ngừng qua, tiêu hoàng bên kia đã khai chiến, cường giả tiếng giống giận dữ, kinh khủng tiếng nổ, hỗn độn thú tiếng gào thét liên tiếp. Hai bên cường giả giết tới trên đỉnh núi, trên núi không ngừng truyền đến tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng thần bọn phỉ đoàn hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hắc mọi dợ đến cùng muốn làm gì Ngọc Thạch Câu phần đối với hắn có chỗ tốt gì. Tiêu lạnh ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi, âm thầm kinh nhi, giống như đổi lại hắn là hắc mọi dợ hoặc là đã sớm ngoan ngoãn giao người, hoặc là đã sớm chạy trốn. Hắn dẫn tới một đám hỗn độn thú, còn có một cái vô cùng kinh khủng hồng mông cấp hỗn độn thú, thần bọn phỉ đoàn kia là nhất định hủy diệt, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì. Tiêu lãnh rất nhanh biết rõ đáp án, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng nổi giận đại hống, hắc mọi dợ, người thế mà đầu nhập vào minh giới. Người đáng chết, người nên giết, đi chết đi, minh giới, vô số thiên sát ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, sát khí trên người cũng càng đựng mấy phần, động thủ không còn có lưu tình, trước kia những cái kia bất động thần phỉ đều không có công kích, lần này từng mảnh từng mảnh chém giết. Hừ, các ngươi những này người ngu xuẩn, chỉ có đầu nhập vào minh giới mới có thể thu được vĩnh sinh, ta đại minh đế cũng chú định thống nhất phản giới, các ngươi đầu nhập vào minh giới còn vì lúc không muộn, chờ minh giới đại quân tiến công địa sát giới về sau, các ngươi cũng chỉ có thể trở thành hèn mọn nhất ma nô, tỉnh ngộ đi, các phàm nhân hắc mọi giờ tiếng cười to vang lên, dừng một chút hắn tiếp tục nói ra, nói thật cho các người biết, hắc tuyết hải chúa tể, cái kia ngàn vạn năm hỗn độn thú sớm bị ta minh tộc khống chế. Hôm nay các người một cái cũng chạy không được, quy thuận chúng ta minh tộc, các người còn có một chút hy vọng sống, chế chút cũng chỉ có thể trở thành cái xác không hồn, linh hồn vĩnh trụy ma uyên. Nguy rồi, phủ chủ bọn hắn nguy hiểm, tiêu lãnh nội tâm hơi hồi hộp một chút, ngàn vạn năm hỗn độn thú, vẫn là bị minh giới khống chế, Hôm nay một cái không tốt, sợ là tiêu hoàng bọn người muốn bị minh khí xâm nhập, biến thành cùng hắc mọi dợ đồng dạng minh nô. Người tới lập tức đưa tin báo cáo, thỉnh cầu địa sát thành trợ giúp. Tiêu lãnh đối một tên thiên sát hạ lệnh, lập tức ánh mắt lại nhìn về phía giang giật. Vị này ta thế mà tại như thế thời khắc mấu chốt bế quan mạch thượng hành còn nói không nên động hắn. Tiêu lãnh nội tâm nhanh như hỏa phần, căn bản không biết như thế nào cho phải. Đi vẫn là không đi. Tiêu lãnh nội tâm thiên nhân giao chiến, ngay tại hắn trần chờ thời khắc trên núi hắc mọi giờ tiếng giống vang lên lần nữa không sai biệt lắm hắc xa động thủ đem lam ưng phủ tất cả cường giả đều biến thành chúng ta minh tộc dũng sĩ đi hắc mọi dợ lời vừa mới rơi xuống phương viên vạn lý dãy núi kịch liệt chấn động sau đó từng đạo hắc khí cuồn cuộn mà ra trong chốc lát tựu tràn ngập phương viên trăm vạn lý đem tất cả mọi người bao phủ đi vào không tốt là minh ma đại trận toàn bộ người rút lui mấy đạo hoảng sợ nổi giận tiếng giống vang lên chúng cường giả vạn vạn không nghĩ tới lần này sự tình lại là một cái bẫy. Cái này thiên đà sơn phía dưới thế mà đã sớm bố trí một cái kinh khủng đại trận, đại trận kia cũng không biết tích lũy bao nhiêu minh khí. Như thế nồng đậm minh khí, chỉ cần thời gian một nén nhang, ngoại trừ số ít linh hồn cường đại võ giả, còn có phong hào thiên sát bên ngoài, những người còn lại đều sẽ bị xâm nhập ma hóa, cuối cùng biến thành minh tộc đại quân. Xong, mạch đại nhân, mau tới đây, tiêu lãnh tấm kia mặt xấu xí bắt đầu vặn vẹo, khủng bố như thế minh khí sợ là hắn đều không xông ra được, mạch thượng hành còn không qua đây, giang giật sẽ trong nháy mắt bị ma hóa. chương 1435, cây cỏ cứu mạng. Vù vù, bên trái trên đỉnh núi một đạo hắc ảnh trôi xuống, trong tay hắn bắt lấy một người tướng mạo phổ thông, hai chân đứt gãy dán tại giữa không trung võ giả, kia võ giả còn ngất đi. Bóng đen tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức một đám thiên sát đều thấy không rõ mặt của hắn. Tăng thêm giờ phút này bốn phía đều là hắc vụ tràn ngập, mọi người cũng đều không để ý hắn quả nhiên là mạch thượng hành đại nhân tiêu lãnh nhìn người nọ sau tinh thần đại trấn có hắn tới giang giật tựu được cứu rồi hắn vung tay lên đối bên người mấy tên thiên sát quát khẽ nói rút lui rút lui nếu không chúng ta đều sẽ bị ma hóa vào của ta không gian thần khí đến các ngươi trốn không thoát nơi xa bay vụt mà đến bóng đen quát khẽ một tiếng tiêu lãnh đám người nhất thời mừng rỡ không thôi bằng vào tốc độ của bọn hắn đoán chừng thật đúng là không có đi ra ngoài liền đã bị ma hóa Bóng đen bay vụt mà đến, mọi người phát hiện vẫn là thấy không rõ mặt của hắn, bất quá nghĩ đến mạch thượng hành phong hào là ảnh tử, mọi người cũng liền bình thường trở lại, người bình thường có thể thấy rõ ràng mặt của hắn mới là quái sự đâu. Mạch thượng hành trong tay xuất hiện một cái linh lung bảo tháp, đem độc linh thu vào, lại đem tiêu lãnh mấy cái từng cái thu vào đi, đang chuẩn bị đem giang giật thu vào đi lúc, giang giật trong đầu đột nhiên quang mang đại thịnh, từng cái chữ tiểu triện ký tự tại trên da đầu như ẩn như hiện, tạo thành một cái nhàn nhạt vòng sáng. À, Mạch thượng hành liếc mấy cái, mơ hồ mà thế mà dần dần rõ ràng, trong mắt đều là kinh dị nhìn chằm chằm những cái kia chữ tiểu triện ký tự, bởi vì tại những chữ này phù bay ra về sau, bốn phía minh khí tự động biến mất, mà lại giang giật bên người minh khí cũng nhanh chóng bị tịnh hóa kiểu làm sạch. Chỉ là hai lần trong trước mắt, lúc đầu hắc phụ tràn ngập bốn phía thế mà bị tịnh hóa kiểu làm sạch ra một cái phương viên trăm trượng vòng sáng, chỉ cần minh khí tiến vào cái phạm vi này, đều sẽ tự động bị tịnh hóa kiểu làm sạch. Đây là cái gì dị bảo? mạch thượng hành âm thầm kinh dị nguyên bản hắn đối mạch lăng thu để hắn đến bảo hộ như thế một cái tiểu thí hài rất là không hiểu cũng có chút xem thường giang giật giờ phút này không hiểu cảm thấy giang giật khác biệt như thế nồng đậm minh khí không ngớt sát cũng đỡ không nổi giang giật lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở còn có thể tịnh hóa kiểu làm sạch tịnh hóa kiểu làm sạch tốt mạch thượng hành trong mắt khẽ động đột nhiên một cái tay bắt lấy giang giật bả vai bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng bay đi hắn bay phi thường bình ổn để giang giật thân thể đều không có chút nào chấn động, mắt vẫn nhắm như cũ đang bế quan bên trong. Theo giang giật di động cái kia màn hào quang cũng bắt đầu di động, phàm là tiến vào màn hào quang minh khí lập tức bị tịnh hóa kiểu làm sạch vô cùng thần kỳ. Cái này, càng làm cho mạch thượng hành kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau, một chút cấp thấp điện sát cùng diệt ma chiến vương bị hồn âm chấn nhiếp, một mực không động được, giờ phút này bị minh khí xâm nhập. Linh hồn cùng thân thể đã đến bị ma hóa biên giới Mà tại hắn mang theo giang giật bay qua về sau những người này trong thân thể cùng linh hồn bên trong minh khí đều bị màn hào quang tịnh hóa kiểu làm sạch thế mà u u tỉnh lại đi qua. Có không gian thần khí đều đem phụ cận người thu nhập đi vào, sau đó cùng ta. Mạch Thượng Hành một bên dùng không gian thần khí đem người đặt vào, một bên hạ lệnh. Những cái kia giật mình tỉnh lại người vội vàng làm theo, rất nhiều người lấy ra không gian thần khí, đem không có không gian thần khí người đặt vào, sau đó đi theo Mạch Thượng Hành cùng giang giật sau lưng. Chỉ cần tại màn hào quang bên trong không chỉ có không có minh khí, hồn âm ảnh hưởng tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Đây là bảo vật gì? Đi theo phía sau hai người võ giả, cùng mạch thượng hành có đồng dạng nghi hoặc. Nếu không phải giang giật bảo vật, sợ là tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp tranh đoạt, thứ này quá thần kỳ. Tốt, mạch thượng hành ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng, lúc đầu hắn muốn mang lấy giang giật lập tức rời đi, mặc kệ những người này, có thể cứu người hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mặc dù giang giật đầu thả ra màn hào quang chỉ có trăm trượng đại, nhưng lần này tới đều là địa sát cấp bậc, 10 cái bên trong khẳng định có một cái có không gian thần khí, một cái trong không gian giới chỉ lắp đặt mấy chục người, cái này mấy vạn đại quân đoán chừng đều có thể cứu. Tốc độ của hắn có chút tăng nhanh một phần, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tại cùng minh giới đối kháng bất luận cái gì nhân tộc đều là bình đẳng, mỗi một cái võ giả đều là chân quý, bị minh khí ma hóa một người, minh giới lực lượng liền sẽ cường đại một phần. Vù vù, mạch thượng hành mang theo giang giật nhanh chóng phi hành đem từng mảnh từng mảnh võ giả cứu, rất nhiều ngày sát cũng theo đỉnh núi chạy vội mà xuống gia nhập cứu viện bên trong, trên người bọn họ đều có không gian thần khí, có thể chứ không ít người. Bốn phía dưới núi nồng đậm hắc vụ, mang theo tà ác băng lãnh tử khí cuồn cuộn mà ra, nếu là người bình thường thấy cảnh này, đã sớm dọa ngất đi. Bất quá cái này nồng đậm hắc vụ bên trong, có một cái ánh sáng dịu dịu che đậy, tựa như sinh mệnh chi quang chống cự những cái kia tà ác tử khí, trở thành mấy vạn nhân tộc võ giả cây cỏ cứu mạng. Chết! trên đỉnh núi truyền đến một đạo bạo tiếng giống, là tiêu sơn thanh âm, hắc mọi giờ tiếng giống vang lên, người coi như hủy đi nhục thể của ta, người cũng không diệt được linh hồn của ta, minh ma đại trận mở ra, ta chính là không chết tồn tại. Ha ha ha, các người tất cả mọi người muốn biến thành minh nô. Ngu xuẩn, mạch thượng hành nhịn không được đùa cợt hú dài, hắc mọi dợ người mở to hai mắt nhìn xem, người cái này minh ma đại trận ma hóa mấy cái nhân tộc. Ách, trên đỉnh núi truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, lập tức hắc mọi dợ hét thảm một tiếng, lưu lại một đạo không cam lòng gầm thét cái này, không. Tiêu Sơn cam cờ liên thủ hủy diệt khắc mọi dợ nhục thân, thân thể hai người không có một tia dừng lại, hướng mặt phía bắc chạy như điên, tiêu hoàng ba người còn đang khổ cực chống cự cái kia hồng mông cấp hỗn độn thú A, hai người không đi sợ ba người đều có thể bị đánh giết hoặc là ma hóa. Các người tới mang theo giang giật đi nghĩ cách cứu viện những người còn lại, người cứu xong lập tức rời đi nơi đây, ta đi thử xem có thể hay không giết cái kia hỗn độn thú, Mạch thượng hành nhìn thấy người cứu được bảy tám phần, giang giật cũng sẽ không bị ma hóa, yên tâm lại để tiêu ra mấy người bảo hộ giang giật tiếp tục nghĩ cách cứu viện những người khác. Hắn thân thể hướng nơi xa lướt tới, tiêu hoàng mấy người đều xem như cường giả, bị đánh giết ma hóa thì thật là đáng tiếc. Tiêu ra hai người vội vàng cẩn thận từng ly từng tí dơ lên giang giật, tựa như dơ lên một đám tượng thần, giang giật thế nhưng là mọi người chúa cứu thế, nếu không phải hắn sợ là cái này mấy vạn đại quân linh hồn muốn vĩnh trụy ma uyên, thân thể sẽ biến thành cái xác không hồn, Tại người bị nghĩ cách cứu viện không sai biệt lắm lúc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiêu ra các vị cường giả nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì tiếng kêu thảm kia là tiêu hoàng. Cùng hồng mông cấp hỗn độn thú khai chiến, phát ra thảm như vậy tiếng kêu, tiêu hoàng còn có thể sống mệnh sao? Không chống nổi, cái này hỗn độn thú minh khí quá nặng, các người mau bỏ đi. Mạch thượng hành bạo tiếng giống cũng vang lên, hắn thân thể cũng bay vụt mà quay về, chức trách của hắn là bảo vệ giang giật, giang giật chết hắn khẳng định sẽ bị địa sát quân chủ trọng phạt. Hai tên dơ lên giang giật tiêu ra võ giả thân thể run lên, hai tay khẽ run dày, giang giật bị hai người sống sờ sờ lay tỉnh. Tộc trưởng, tiêu ra mấy tên thiên sát gào lên đau xót một tiếng, nhìn thấy giang giật tỉnh lại, một người quát khẽ nói, giang đại nhân, người theo mạch đại nhân rời đi đi, chúng ta đi cứu tộc trưởng. Các ngươi đừng đi, giang giật tỉnh táo lại, nhưng trong mắt cũng không có ngạc nhiên, mà là vô cùng thanh minh, vừa rồi hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, kỳ thật chuyện bên ngoài hắn đều có thể cảm ứng đạo, bất quá không để ý đến thôi. Hắn đôi mắt nhất chuyển, đối bay vụt mà đến mạch thượng hành hỏi, mạch đại nhân, nếu như ta có thể xua tan hỗn độn thú minh khí, các người có nắm chắc hay không xử lý cái kia hỗn độn thú? Người có nắm chắc, mạch thượng hành đôi mắt sáng lên, gặp giang giật sau khi gật đầu lập tức trầm giọng nói, cái kia còn thất thần làm gì mau tới hỗ trợ, chỉ cần giúp ta xua tan hỗn độn thú minh khí, ta liền có thể xử lý nó chương 1436, Kinh Thiên Cửa Thú. Các người đi theo ta đằng sau, đã mạch thượng hành đều nói có nắm chắc xử lý hồng mông cấp hỗn độn thú, giang giật tin tưởng dùng thực lực của hắn, nhẹ nhóm có thể ngăn cản một hồi, sở dĩ sau lưng một đám thiên sát diệt ma chiến thần đi theo cũng không có việc gì, lại nói đám người này chiến lực cũng không kém, theo tới còn có thể giúp nắm tay. Mấy vạn đại quân đã hầu như đều bị cất vào không gian thần khí bên trong, giang giật bên người cũng bu đầy người, ít nhất có 3 bốn cái, người trên người. Mọi người đi theo giang giật cùng một chỗ hướng mặt phía bắc bay đi, mạch thượng hành đã sớm bắn ngược mà đi, hướng xa xa cái kia hồng mông cấp hỗn độn thú phóng đi. Ô ô, càng hướng phía bắc phi hành, hắc khí tựu càng nồng đậm, loại kia kinh khủng quỷ hồn kêu khóc âm thanh càng phát kinh khủng, nếu không phải tại giang giật thả ra màn hào quang bên trong, bên người một chút thiên sát sợ là muốn không chống nổi. Trái lại giang giật không có nửa điểm sự tình, thanh âm này tựa như không có, hắn nhìn qua bốn phía như vậy mực hắc phục cảm thụ được nơi xa truyền đến đạo đạo thú uy, sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng, hắn thấp giọng bàn giao các người tùy thời chuẩn bị công kích, hỗn độn thú có thể sẽ bị hấp dẫn tới. Dầm dầm dầm, nơi xa truyền đến tiếng nổ, các vị phong hào thiên sát phong hào chiến thần mạnh mẽ đứng vững một cái hồng mông cấp hỗn độn thú, còn hấp dẫn không biết bao nhiêu cấp thấp hỗn độn thú lực chú ý, như tiêu hoàng bọn hắn không đến đứng vững, hỗn độn thú quần đã sớm phóng đi thiên đà sơn. Giang giật linh hồn cường độ rất yếu, thần thức chỉ có thể nhô ra 10 trường, căn bản là không có cách dò xét xa xa chiến đấu bất qua phi hành một hồi hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm quát khẽ nói cẩn thận suy suy phía dưới mặt đất một đạo khói đen xoay quanh mà đến giang giật bên người thiên sát diệt ma các chiến thần ngang nhiên xuất thủ vài trăm người đánh ra mấy trăm đạo lưu quang cái kia đạo khói đen mạnh mẽ bị đánh trở về vù vù vô số khói đen xoay quanh mà lên bốn phía thoáng cái náo nhiệt sở hữu thiên sát diệt ma chiến thần phân biệt tìm kiếm mục tiêu công kích giang giật lông mày nhíu lại trên đầu từng cái chữ tiểu truyện ký tự bay múa mà ra, tại khắp nơi bay múa xoay quanh, những chữ này phù ra không chung sau quang mang thoáng cái đại thịt nguyên bản chỉ có trăm trượng màn hào quang lập tức bắt đầu mở rộng, bốn phía hắc khí trong nháy mắt bị tịnh hóa kiểu làm sạch, màn hào quang không ngừng biến lớn, ngàn trượng, vạn trượng. Những cái kia bay vụt mà đến khói đen cũng bị tịnh hóa kiểu làm sạch lộ ra bên trong từng đầu xà hình hỗn độn thú, những này hỗn độn thú quả nhiên đều bị ma hóa, trên thân tản mát ra đạo đạo hắc khí, Đôi mắt một mảnh huyết hồng, miệng rộng bên trong còn không ngừng phun ra hắc khí. Bên ngoài cơ thể minh khí bị tính hóa kiểu làm sạch về sau, những này hỗn độn thú lập tức yếu đi không ít, vừa rồi chỉ là bị đánh bay, nhẹ nhóm bị chém giết, minh khí tại bọn chúng bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng phòng ngự, triệt tiêu mọi người công kích lực độ. Khó trách mạch thượng hành nói, muốn ta giúp hắn xua tan hồng mông cấp hỗn độn thú trên người minh khí. Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, tốc độ tăng nhanh mấy phần hướng nơi sa mạch thượng hành bọn người vị trí bay đi. Có giang giật hỗ trợ tình hóa kiểu làm sạch hỗn độn thú trên người minh khí, một đám thiên sát thế như trẻ tre, công kích phi thường nhẹ nhóm, hỗn độn thú từng mảnh từng mảnh bị đánh giết, tới ba con viễn cổ cấp hỗn độn thú đồng dạng bị mọi người hợp lực đánh chết. Ô ô, quỷ hồn tiếng giết, càng ngày càng vang, đám kia thiên sát đều có chút khó chịu, giang giật nhưng như cuối cùng không có chuyện gì người, hắn đôi mắt nhất chuyển đối mọi người quát khẽ nói, mang theo ta tiến lên hai tên tốc độ tương đối nhanh thiên sát phân biệt bắt lấy giang giật những người còn lại thì vây bên người hắn giang giật khống chế những cái kia chữ tiểu truyện ký tự bay đầy trời tựa như từng cái đom đóm trong màn đêm đen kịt bay thiểm đem khắp nơi hư không chiếu sáng mấy trăm tên thiên sát diệt ma chiến thần liều mạng một bên toàn lực phi hành một bên liên tục không ngừng phóng thích công kích mạnh nhất đem hai bên bay vụt mà đến hỗn độn thú từng mảnh từng mảnh rào sát đánh bay mọi người liều mạng phía dưới rất nhanh tới gần mạch thượng hành bọn người rất nhiều ngày sát cũng dò xét đến cái kia kinh khủng hồng mông cấp hỗn độn thú. Xa xa trên cánh đồng hoang, một đạo khói đen tựa như một đạo màu đen to lớn vòi rồng không ngừng xoay quanh vặn vẹo, màu đen vòi rồng bên trong còn bắn ra từng đạo hắc tiến, tốc độ thật nhanh. Mạch thượng hành bọn người vây quanh cái kia đạo màu đen vòi rồng bay múa, nhanh chóng tránh né kia bắn ra từng đạo màu đen mũi tên, không ngừng công kích màu đen vòi rồng. Nhưng dùng mấy người công kích lực độ, bắn vào vòi rồng sau thế mà không có quá lớn phản ứng, tựa như bùn trôi vào biển, chỉ có mạch thượng hành bắn ra từng đạo lưu quang có thể đem vòi rồng đánh lui hơn 10 trường. Phủ chủ đâu, tiêu ra mấy tên thiên sát bốn phía quét qua, cũng không nhìn thấy tiêu hoàng coi là chết rồi, lập tức sắc mặt đại biến, xa xa tiêu sơn quát khẽ còn đứng ngây đó làm gì, hỗ trợ đánh giết hỗn độn thú, phủ chủ tại ta không gian thần khí bên trong. a à nha, nghe nói tiêu hoàng không chết mọi người yên tâm lại, giang giật lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa to lớn màu đen vòi rồng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngang nhiên xông qua, chú ý bảo hộ ta triệt thoái phía sau tốt hai tên mang theo giang giật thiên sát thân thể hóa thành hồng quang hướng nơi xa ra to lớn vòi rồng bay đi giang giật tâm niệm khống chế những cái kia chữ tiểu truyện ký tự hợp thành một đường thẳng hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm đột nhiên hướng xa xa màu đen vòi rồng đánh tới tốt mạch thượng hành bọn người ở tại chữ tiểu truyện ký tự đánh chúng vòi rồng lúc đôi mắt đều phát sáng lên màu đen vòi rồng bên trên nồng đậm lớn hắc khí bị chữ tiểu truyện ký tự tịnh hóa kiểu làm sạch một khối rất lớn khu vực lộ ra bên trong từng mảnh từng mảnh hiện ra hàn quang vảy màu đen. Xuy suy, hồng mông cấp hỗn độn thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, màu đen vòi rồng bên trong bắn ra mấy đạo hắc khí, toàn bộ khóa chặt giang giật bay vụt mà đến, mạch thượng hành thân thể hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ chặn mấy đạo công kích, hắn quát lớn, công kích. Mạch thượng hành cùng các vị phong hào thiên sát đồng thời công kích, giang giật sau lưng thiên sát cũng điên cuồng phóng thích riêng phần mình thần thông, để hỗn độn thú mệt mỏi ứng đối, không cách nào công kích giang giật. Giang giật thì không ngừng khống chế chứ tiểu triện ký tự, lần lượt hướng màu đen vòi rồng đánh tới, đem cái kia hỗn độn thú phía ngoài minh khí nhanh chóng tịnh hóa kiểu làm sạch. Suy suy, thời gian dần trôi qua, hồng mông cấp hỗn độn thú trên người hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, mạch thượng hành bọn người công kích đến cũng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ cần không có minh khí tiêu hao bọn hắn công kích, cái này hỗn độn thú mặc dù mạnh, cuối cùng vẫn có thể mài chết. Giang giật cũng thấy rõ ràng cái này hỗn độn thú toàn cảnh, đây là một cái chiều cao đạt tới ngàn trượng to lớn màu đen mãng xà, đầu là bằng phẳng, đôi mắt có chút đột xuất, hồng quang lấp lánh, toàn thân đều có vảy màu đen. Hắn cũng kiến thức hồng mông cấp hỗn độn thú cường đại phòng ngự, mấy cái phong hào chiến thần công kích lâu như vậy, thế mà chỉ là để hồng mông cấp hỗn độn thú vỡ vụn một chút lân phiến mà thôi, trên thân chảy ra từng đạo máu đen, tiếp tục mài xuống dưới vẫn có thể mài chết. Sang giật, tiếp tục công kích, mạch thượng hành khuôn mặt vẫn là thấy không rõ, Bất quá một đôi tròng mắt sáng lấp lánh rất là hưng phấn, ngàn vạn năm hỗn độn thú, hỗn độn hạch thế nhưng là phi thường đáng tiền, đến lúc đó chia đều xuống tới, mọi người cũng không ít. Chủ yếu là có thể đánh giết ngàn vạn năm hỗn độn thú, đối với hắn mà nói là một loại lớn lao vinh dự. Tốt, Giang giật tại một đám cường giả ở giữa, cảm thụ được bốn phía kinh khủng thiên lực khí thức, toàn thân đều căng thẳng, có loại thở không thông cảm giác, nhưng toàn thân nhiệt huyết sôi trào không thôi có thể cùng một đám như thế cấp bậc cường giả vây công một cái hồng mông niên đại để lại kình thiên cự thú, bản thân cái này liền là một kiện rất để cho người ta kích động sự tình. Ô ô, con cự xà kia không ngừng nghĩ công kích giang giật, nhưng mạch thượng hành cùng một đám thiên sát liều mạng ngăn cản nó, đưa nó thân thể nổ bay ra ngoài. Nó nổi giận phun ra màu đen lưỡi rắn, huyết hồng đôi mắt chuyển động vài vòng, thân thể của nó thế mà bắn ra lên giữa không trung thân thể to lớn trên không trung lăn lộn du tẩu vài vòng, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng quái khiếu, mà tại cái này tiếng quái khiếu qua đi, bao quát mạch thượng hành toàn bộ mắt người bên trong lóe lên một tia mông lung, giang giật cũng không thể tránh khỏi bị tiếng giống chân nhiếp. Suy suy, nó huyết hồng đôi mắt khóa chặt phía dưới trong đám người giang giật, trên đầu quang mang tăng vọt, đầu rắn thế mà vô hạn bắt đầu biến lớn, cuối cùng biến thành phương viên trăm trượng đại, đột nhiên đối giang giật cùng bên người mấy trăm tên thiên sát khán xé mà đi, muốn đem bọn hắn tươi sống nuốt sống. chương 1437, mặt mũi đủ lớn hồng mông cấp hỗn độn thú linh trí rất cao, chớ nói chi là cái này vẫn là ngàn vạn năm cấp bậc, nó vận dụng nhất cường đại thần thông, nhất cử chấn nhiếp rồi mạch thượng hành bọn người công kích trực tiếp giang giật. Chỉ cần có thể diệt sát giang giật, nó liền có thể tiếp tục hấp thu minh khí, đem phần lớn người vĩnh viễn lưu tại hắc tuyết sơn mạch. Nhiệt xúc, địch nhân của ngươi là ta, mạch thượng hành trước hết nhất tỉnh táo lại, nhìn thấy hỗn độn thú liền muốn một cái đem giang giật bọn người nuốt vào, lập tức luống cuống. Những ngày kia sát có thể hay không chết mạch thượng hành không biết, nhưng nếu thật làm cho nó nuốt mất, Giang Giật tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Sở dĩ hắn nổi giận hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một thanh kiếm đâm thẳng hỗn độn thú bảy tấc. Đánh rắn đánh bảy tấc, đây là bởi vì cái này hỗn độn thú hỗn độn châu ngay tại bảy tấc vị trí. Như hỗn độn thú muốn mạnh mẽ công kích Giang Giật bọn người, hắn tự có rất lớn cơ hội chém giết hỗn độn thú. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực rất tàn khốc, hỗn độn thú đi qua chiến đấu mới vừa rồi, đã phi thường tinh tưởng Giang Giật không chết, chết liền là nó. Sở dĩ nó không có đi quản mạch thượng hành, tiếp tục hung hăng hướng giang giật bọn người cắn xé mà đi, trong miệng thốt ra hắc khí đã bao phủ giang giật bọn người, sáu viên lóe sáng răng nanh hiện ra hàn quang, đoán chừng cái này miệng vừa hạ xuống không có thượng phẩm thần khí chiến giáp người đều muốn tan xương nát thịt. Hư, đúng lúc này, hư không chi thượng phong vân múa, một đôi mắt đột nhiên ra giữa không chung, cặp mắt kia tựa như hai viên nhất lóe sáng tinh thần, đem tối mở mịt khắp nơi chiếu lên sáng như tuyết, tại đôi mắt này xuất hiện lúc, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, mạch thượng hành thân thể bỗng nhiên giữa không trung đầy mắt ngạc nhiên hô to quân chủ địa sát quân chủ tới mặc dù vẻn vẹn tới một lũ thần hồn nhưng mạch thượng hành cảm thấy đủ rồi bởi vì hắn là địa giới một trong mấy người mạnh nhất phong vương cấp cường giả hưu quả nhiên trong cặp mắt kia hiện lên hai đạo bạch quang bạch quang như cửu thiên chi thượng thần quang rơi xuống trong nháy mắt đánh chúng vào phía dưới hỗn độn thú đầu hỗn độn thú to lớn mà bằng phẳng đầu anh đến một tiếng nổ vỡ nát văng giang giật bọn người toàn đen huyết cùng thịt nát nương theo kia hai đạo bạch quang mà xuống còn có một cỗ không thể bế nghế uy áp mạnh mẽ, ngoại trừ mạch thượng hành bên ngoài, tất cả mọi người đều bị chân áp xuống mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Đây chính là phong vương cấp cường giả chiến lược đây là một lũ thần hồn A. Giang giật toàn thân đều là máu đen cùng thịt nát lại không hề hay biết, nhìn lên bầu trời cặp mắt kia, còn có kia nát bấy đầu rắn âm thầm kinh hãi không thôi, phong hào thiên sát cùng phong vương cấp vẻn vẹn cách xa một bước, thực lực nhưng khác biệt thiên địa A. Suy suy, Hỗn độn thú đầu mặc dù làm lộ, nhưng toàn thân lại đột nhiên bốc lên hắc khí, tiếp lấy một cái bóng mở bay ra, bắn thẳng đến hắc tuyết hải bên kia, mạch thượng hành khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt, cười lạnh nói quân chủ tại cái này, tàn hồn còn muốn trốn về minh giới nằm mơ. Ông, bầu trời phong vân lần nữa múa, cặp mắt kia biến thành một cái đại thủ trưởng, nhẹ nhàng bay xuống, tốc độ nhanh đến để mọi người thấy không rõ. Một đạo chấn thiên nổ vang, bốn phía phương viên ngàn vạn dặm mặt đất rung động kịch liệt, xa xa thiên đà sơn một ngọn núi thế mà lay động một trận ầm vang khuynh đảo, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Giang giật bọn người toàn bộ trên mặt đất lăn lộn không ngớt, màng nghĩ oanh minh, linh hồn đều thật sâu chấn động không thôi, bọn hắn đầu đều mê man, không phân rõ đông nam tây bắc. Bốn phía hắc khí dần dần tản, địa sát quân chủ bàn tay kia vỗ xuống đến về sau, không còn có nửa điểm âm thanh, chỉ có mạch thượng hành mấy vị phong hào thiên sát phong hào chiến thần, đang nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ bốn phía hỗn độn thú, giang giật lay động một cái đầu, bốn phía nhìn một cái, đầy mắt hãi nhiên. Nơi xa mặt đất xuất hiện một cái cửa đại hố sâu, tựa như một cái sâu không thấy đáy vực sâu, Giang giật giờ khắc này không hiểu có chút hoài nghi hỏa uyên có phải hay không cũng là một cái trí cường giả một trường vỗ ra. Quân chủ vô địch, quân chủ vạn tuế, rất nhiều ngày sát giật mình tỉnh lại, đầy mắt sùng bái giống to, Giang giật giờ khắc này đồng dạng đối với nhân loại trí cường giả tràn đầy sùng kính chi tâm, chính là bởi vì có những này trí cường giả, nhân tộc mới có thể có dùng bảo tồn, nếu không minh giới đã sớm nô dịch vạn giới. Địa sát quân chủ không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng đã thu hồi thần hồn, có lẽ trong mắt hắn đây là một kiện phi thường nhỏ sự tình, căn bản không không đáng giá nhắc tới, trong mắt mọi người lại cho rằng càng thêm thần bí cùng vĩ đại. Giết, minh ma đại trận bị địa sát quân chủ phá vỡ, hồng mông cấp hỗn độn thú bị giết, khắp nơi hỗn độn thú mặc dù đếm không hết, nhưng đối với mọi người tới nói cũng không có áp lực quá lớn, Lần này thế nhưng là tập hợp đủ Lam Ưng phủ đại bộ phận cường giả a. Ong ong, từng cái không gian thần khí lấp lánh, vô số người bị truyền tống ra, gia nhập săn giết hỗn độn thú trong đại quân. Nơi này đại bộ phận hỗn độn thú đều bị ma hóa, nhân tộc cùng minh tộc thế bất lưỡng lập, đã gặp được khẳng định phải chém tận giết tuyệt. Hưu, mạch thượng hành một đao chém giết một cái viến cổ cấp hỗn độn thú bay về sau đi qua, hắn đem tiêu lãnh bọn người truyền tống ra, lúc này mới chỉ vào cái kia hồng mông cấp hỗn độn thú thi thể nói, gian giật cái này hỗn độn thú thi thể ngươi thu đi có thể đổi không ít chiến công cái này giang giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ lắc đầu nói đại nhân ta đây như thế dám thu đây là quân chủ đánh giết mà lại tất cả mọi người có xuất lực ha ha mạch thượng hành nói rõ nghĩ bán giang giật một cái tốt hắn hướng xa xa thù nhất đẳng người nhìn thoáng qua nói quân chủ chắc chắn sẽ không muốn thi thể này nếu không phải ngươi chúng ta đã sớm không chống nổi ngươi không muốn thi thể này ai dám muốn đúng Thu một Tiêu Sơn bọn người liên tục gật đầu, mặc dù cái này hỗn độn thú thi thể phi thường chân quý, nhưng mạch thượng hành suất lực lớn nhất, hắn đều không phân mọi người lại thế nào có ý tốt phân. Lần này tới bản này liền là kết giao giang giật, không thấy được địa sát quân chủ đều tự mình xuất thủ sao mà lại sớm không xuất thủ muộn không xuất thủ, tại giang giật lúc sắp chết xuất thủ, bên trong ngụ ý mọi người vô cùng tin tưởng, địa sát quân chủ cũng là đang bán ân tình cho giang giật a. À. Tốt ha, à, lại trì hoãn tự làm kiêu. Giang giật chỉ có thể đem cái này cự thú thi thể thu vào trong không gian giới chỉ, lớn như vậy không gian giới chỉ đều nhanh tràn đầy. Mạch Thượng Hành lúc này mới gật đầu nói, Giang Dật, nếu không chúng ta về trước đi đến cỡ nào thêm quân đội thanh lý, cái này minh giới ám đã rất nhanh liền có thể triệt để diệt phong. Mạch Thượng Hành không chỉ ra chính mình là mạch gia phái người bảo hộ Giang Dật, Giang giật cũng không hỏi, trong lòng hai người ngược lại là rất rõ ràng, Giang giật liếc mấy cái nói, mạch đại nhân, nếu không chúng ta lên trước thần châu thượng đẳng dù sao tiêu diệt toàn bộ cũng nhanh, liền chờ chiến sự kết thúc lại nhanh đi thôi. Cũng tốt, Mạch Thượng Hành lấy ra một chiếc thần châu mang theo gian giật đi vào, Tiêu Lãnh cũng đi vào theo, những người còn lại thì không có tư cách này. Bên kia Tiêu Sơn lấy ra một chiếc thần châu, đem Tiêu Hoàng truyền tống ra kiểm tra một phen, xác định hắn chỉ là trọng thương hôn mê, cũng không có lo lắng tính mạng sau thở dài một hơi. Ông, bên này Mạch Thượng Hành đem Độc Linh truyền tống ra, Độc Linh vẫn còn đang hôn mê bên trong mạch thượng hành trong tay sáng lên một đạo bạch quang tại độc linh trên đầu vỗ một cái cái sau u u tỉnh lại liếc mấy cái nhìn thấy giang giật sau kinh nghi nói ra ách thiếu chủ sao ngươi lại tới đây ha ha giang giật còn chưa mở miệng mạch thượng hành cười lạnh nói độc linh mặt mũi người đủ lớn a à, vì cứu ngươi giang giật điều tập toàn bộ lam ưng phủ cường giả mà lại lần này kém chút toàn quân bị diệt a à, độc linh hổ khu chấn động hắn thần thức dò xét ra đến bên ngoài khắp nơi đều là cường giả mới vừa rồi còn đang ngạc nhiên nghi ngờ chuyện gì xảy ra, lại không nghĩ rằng những người này lại là Giang Giật triệu tập tới cứu hắn. Tốt, Độc Linh, đừng hỏi nhiều như vậy, người trước chữa thương đi, hết thảy chờ hồi trở lại Thần Ưng Thành lại nói. Giang Giật khoát tay áo, lập tức nhớ tới cái gì nói ra, đúng rồi, quân chủ miễn đi người tội, về sau Tần gia sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi cũng không thể tìm Tần gia phiền toái, trước kia ân oán tự xóa bỏ đi. Quân chủ, Độc Linh thân thể lần nữa chấn động. Lúc này mới bao lâu không gặp Giang Giật trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, không chỉ có thể điều động Lam ưng phủ cường giả, còn có thể nhường đất sát quân chủ đáp lên quan hệ. chương 1438, được ích lợi vô cùng. Tiêu diệt toàn bộ hoàn toàn chính xác phi thường thuận lợi, vẹn vẹn hạ giới đại nửa ngày thời gian đại bộ phận hỗn độn thú đã bị đánh chết, chỉ có một số nhỏ bỏ chạy hắc tuyết trong nước. Hắc tuyết hải rất lớn, phía dưới dòng nước xiết gợn sóng, mà lại cái này dưới biển nhiệt độ phi thường thấp, càng hướng xuống càng thấp, Phó giả tốc độ lại nhận hạn chế, truy sát hỗn độn thú cũng biến thành khó khăn. Tiêu Sơn cùng thủ nhất đảng người quyết định rút quân, còn lại những này còn sót lại hỗn độn thú, tuyên bố một chút nhiệm vụ để tam đại các phó giả tới chậm rãi tiêu diệt toàn bộ liền tốt. Đại quân bắt đầu quét dọn chiến trường, đem hỗn độn thú trên thi thể giao. Lần này mặc dù cũng đã chết một số người, bao quát một chút thiên sát, nhưng thu hoạch tương đối khá. Ba cái chiếm cứ tại Hắc Tuyết Sơn mạch nhiều năm thần bọn phỉ đoàn hủy diệt. Mỗi một cái thần phỉ trên thân đều có một ít tài phú, nhiều như vậy trong không gian giới chỉ sẽ có bao nhiêu tài phú không cách nào tưởng tượng. Còn có khắp núi khắp nơi hỗn độn thú thi thể, viễn cổ cấp hỗn độn thú tựu đạt tới hàng ngàn con, những này đều có thể đổi lấy thần nguyên cùng chiến công. Bất quá lần này những cái kia đại gia tộc tộc trưởng, diệt ma các các đại phân các chủ đều có nghiêm lệnh, sở hữu chiến lợi phẩm đều lên giao, cho Tiêu Hoàng Giang giật thống nhất phân phối. Lần này đã thuần túy là cho Giang giật mặt mũi xuất chiến bởi vì giang giật mới tụ tập nhiều người như vậy chiến lợi phẩm tự nhiên muốn để thống soái phân phối hiu các loại chợ chiến trường quét dọn xong tiêu sơn cùng thù vừa bay đi qua đi vào thần châu bên trong thù vừa mời bày ra giang giật nói đại tư không sở hữu chiến lợi phẩm đã thu thập hoàn tất ngươi xem là đưa tới vẫn là về thành lại cho tới phủ chủ trước khi đến bàn giao sở hữu chiến lợi phẩm về ngươi phân phối về ta phân phối giang giật không hiểu mạch thượng hành lại xem hiểu truyền âm tới nói, những người này là cho mặt mũi ngươi, muốn đem chiến lợi phẩm toàn bộ tặng cho ngươi. Giang giật, lần này chết một số người, ngươi vẫn là khác đừng nuốt trọn, cho người chết trận một chút đền bù đi. Nha, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng khoát tay nói, chiến lợi phẩm ta một kiện không muốn, toàn bộ phân phát, chiến tử gấp 10 đền bù đi. Cái này, thù vừa cùng tiêu sơn lướt nhau, trần chờ một trận, song song chắp tay nói, đại tư không nhân nghĩa vô song, chúng ta thay mặt những cái kia chiến tử các huynh đệ tạ đại tư không? Giang giật có chút xấu hổ, hắn thấy những người này là bởi vì hắn mà chết, mặc dù đằng sau không phải hắn, phần lớn người đều muốn bị ma hóa, nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút một chút áy náy. Giờ phút này đương nhiên sẽ không lại đi phân những chiến lợi phẩm này, thậm chí hắn đều muốn đem cái kia hồng mông cấp hỗn độn thú thi thể xuất ra đi cho mọi người chia. Bất quá nghĩ đến cái này hồng mông cấp hỗn độn thú là điện sát quân chủ giết, đây là điện sát quân chủ cho ân tình, hắn cầm địa sát quân chủ ân tình đi làm ân tình, cái này truyền đến phía trên đi sợ là cho địa sát quân chủ ấn tượng không tốt, hắn chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Giang giật, không cần áy náy, mạch thượng hành đột nhiên cảm thấy giang giật tiểu tử này thuận mắt rất nhiều, hắn mơ hồ trên mặt trở lên rõ ràng, là một cái mặt trắng không dâu nho nhã trung niên nhân, hắn mỉm cười nói ra, sở hữu võ giả cuối cùng kết cục liền là tử vong, bất kỳ cái gì một lần chiến đấu đều là một lần khảo nghiệm cùng lịch luyện, thực lực cùng vận khí không được, lần này không chết lần sau đồng dạng là chết. Chỉ có theo trong đống thi thể có thể bò ra tới, mới có thể thành tựu cuối cùng đỉnh phong. Đạo lý giang giật cũng hiểu, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút nội tâm không thoải mái, chỉ có thể âm thầm ghi ở trong lòng, trở về sau như hắn có ngày nổi danh, nhất định chiếu cố thật tốt hạ lam ưng phủ lớn nhỏ gia tộc. Đại quân bắt đầu trở về, giang giật không có muốn chiến lợi phẩm, tiêu ra cùng thù một còn có lam ưng phủ đại gia tộc đều không muốn, bọn hắn không thiếu điểm ấy. Đại gia tộc từ bỏ, những ngày kia sát cũng không muốn thế là những cái kia chiến lợi phẩm bị điểm xuống dưới mỗi một cái thần vương đều chiếm được phong phú chiến lợi phẩm thù vừa cùng tiêu sơn còn phần thưởng một chút chiến công dù sao lần này tiêu diệt địch nhân là minh giới dựa theo quy củ cho ta chiến công cũng không quá phận lần này xuất chiến thần vương người người vui vẻ không chỉ có phân đến đại lượng tài phú chiến công còn kiến thức cảnh tượng hoành tráng trọng yếu nhất chính là thấy được địa sát quân chủ xuất thủ cái này khiến tất cả mọi người thổn thức hưng phấn không thôi, đều hy vọng Giang giật lại tổ chức một lần đại chiến. Giang giật lần nữa danh dương Lam ưng phủ, lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước rất nhiều người đánh tâm nhãn xem thường Giang giật, nhưng lần này Giang giật thần kỳ thần thông cứu được đại gia một mạng, bọn hắn đối với Giang giật là trong lòng tôn kính. Giang giật tại Lam ưng sơn ngây người mấy ngày trở về, tiêu hoàng đã sớm tỉnh lại, thương thế khôi phục rất nhiều. Giang giật chưa hề nói giả mồm, chỉ là âm thầm ghi ở trong lòng hắn mang theo tiêu lãnh độc linh cùng mạch thượng hành trở về thần ưng thành, mạch thượng hành như là đã lộ diện, liền không có núp trong bóng tối cần thiết. Trở lại thần ưng thành, giang giật để tiêu lãnh tiếp quản thần ưng thành, để lưu thống lĩnh tiếp quản diệt ma các, lại cho mạch thượng hành an bài một chỗ tốt chỗ ở, tự bế quan. Hạ tiểu thư sớm đem kim lô thạch cùng hắc phố thạch đưa tới, đáng tiếc tiểu thú còn không có tỉnh táo lại. Giang giật cũng mặc kệ nó, bế quan bắt đầu tu luyện. Hắn vội vàng như thế tu luyện là bởi vì hắn tại thiên đà sơn có rõ ràng cảm ngộ, nhưng phía sau bị người của tiêu gia cắt ngang. Hắn nghe được hồng mông cấp hỗn độn thú kia quỷ hồn kêu khóc, đối với thần âm thiên kỹ có càng sâu tầng cảm ngộ. Hồng mông cấp hỗn độn thú trong miệng phát ra thanh âm, có thể đem sở hữu thần vương đều chấn nhiếp, có thể tưởng tượng thanh âm này bá đạo cùng kinh khủng, giang giật nếu có thể triệt để cảm ngộ, đoán chừng hắn thần âm thiên kỹ có thể lần nữa tiến dai, đạt tới một cái độ cao mới. Độc linh cứu về rồi, lưu thống lĩnh hồi báo nói thiên tinh giới bên kia đại trận đã kiến tạo thành công mạch thượng hành cũng biểu thị thiên tinh giới tuyệt đối an toàn giang giật triệt để yên tâm chuẩn bị toàn tâm toàn lực tu luyện đem thực lực tăng lên đi lên lại nói bế quan dòng giã thượng giới hai ngày thời gian giang giật xuất quan đáng tiếc thần âm thiên kỹ cũng không có triệt để cả một tiến giai cái kia hỏa hệ pháp tắc ngược lại là đã đại thành thất diệp lan cùng thiên tâm thảo toàn bộ luyện hóa hoàn tất linh hồn của hắn đã đạt đến thần tướng đỉnh phong lần này coi như liên tục truyền tống mấy trăm lần cũng sẽ không choáng đầu. Hắn chuẩn bị vào đạo thiên bí cảnh, hắn đi vào thượng giới cộng lại không sai biệt lắm có 15 ngày, con số này nhìn rất ít, nhưng thượng giới thời gian trôi qua cùng hạ giới là giống nhau, chỉ là toán pháp không giống thôi. Thượng giới 15 ngày, hạ giới tự 1.500 thiên, đã hơn 4 năm. Nội tâm của hắn phi thường tưởng niệm y thiền tô như tuyết doãn nhược băng các nàng, hắn muốn mau sớm tăng thực lực lên, sau đó đi tìm tới y phiêu phiêu cùng giang tiểu nô, lại trở về hồi trở lại thiên tinh giới. Sở dĩ tiến vào đạo thiên bí cảnh cơ hội phi thường quý giá, hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn triệu tập lưu thống lĩnh cùng tiêu lãnh, hỏi thăm một phen thành nội cùng địa sát giới tình huống, xác định không có đại sự về sau, cùng bọn hắn nói muốn đi diệt ma cát truyền thống đi đạo thiên bí cảnh. Người muốn đi đạo thiên bí cảnh, mạch thượng hành bay ra, hơi nhíu nhíu mà nói, nếu như không có bắt buộc, ta cảm thấy ngươi trước tu luyện nửa năm lại đi vào, Nửa năm, thượng giới nửa năm, hạ giới tựu 50 năm, Giang giật đợi không được, hắn lắc đầu nói ta có nhất định phải đi vào lý do. Đã ngươi quyết định, ta cũng không nhiều lời. Mạch thượng hành suy nghĩ một chút nói, trở ra, ngươi không muốn tận lực nghĩ đến đi trong tham mộ thiên địa bản nguyên áo nghĩa, bởi vì bằng vào cảnh giới của ngươi căn bản là không có cách lĩnh hội. Ta đề nghị ngươi ở bên trong toàn thân nhẹ nhóm, tốt nhất vô dục vô cầu, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, như thế ngược lại lại càng dễ có một tia xúc động. Đạo thiên bí cảnh bên trong, chỉ cần ngươi có thể có bất kỳ một tia xúc động, đều sẽ để ngươi được ích lợi vô cùng. chương 1439, ngủ thiếp đi. Nhìn qua giang giật sức khoát đi ra giang phủ, mạch thượng hành cùng tiêu lãnh lưu thống lĩnh bọn người khẽ lắc đầu có chút đáng tiếc. Giang giật thật là một cái lăng đầu thanh A, tuổi trẻ tính tình liền là vội vàng sao động, tu luyện không phải không bao giờ sửa tình, cái này tiến vào bí cảnh cơ hội quá chân quý, hắn đi vào căn bản là lãng phí. Tham kiến đại tư không, Diệt ma các ngoài cửa một đám thủ vệ nhìn thấy giang giật bay vụt mà xuống, vội vàng cung kính hành lễ, trong mắt đều là nóng rực cùng hâm mộ. Nửa tháng trước bọn hắn vẫn là tại cái này thủ vệ, giang giật đi theo hà vĩ tỉnh tỉnh mê mê đi tới đến, khi đó bọn hắn xem giang giật ánh mắt chính là cư cao lâm hạ, 15 ngày đi qua, giang giật lại đạt đến bọn hắn không cách nào ngưỡng vọng độ cao. Lưu hành tiếp vào đưa tin vội vàng đi tới, mặc dù hắn vẫn là phó các chủ, nhưng lưu thống lĩnh mới là giang giật tâm phúc, sở dĩ hắn gần như không có cái gì quyền thế. Hắn cũng minh bạch một ít kiến thiên tử một triều thần, chỉ có thể tận lực biểu hiện càng tốt hơn một chút, thu hoạch được giang giật tán thành. Ta phải vào đạo thiên bí cảnh, dẫn đường. Giang giật hờ hững nhẹ gật đầu nói, lưu hành khóe miệng giật một cái bước chân run lên, cũng không dám khuyên nhiều cái gì, chỉ là thận trọng dẫn đường, đi tới cửa mới cung kính nói ra, đại tư không, đi vào tận lực buông lỏng một chút, tâm tính muốn bình ổn, nghe nói dạng này có thể lại càng dễ cảm ngộ một vài thứ. Ừm, biết rõ, Giang giật nhẹ gật đầu, phát hiện vẫn là lần trước cái truyền tống trận kia, hơi kinh ngạc hỏi, nơi này không phải truyền tống đi nguyên thủy bí cảnh sao. Đều là một cái truyền tống trận, Lưu Hoành giải thích nói, nhìn qua bên trong thủ hộ truyền tống trận người, Liên Thanh nói ra còn không bái kiến đại tư không. Miễn đi, Giang giật phất phất tay, hít một hơi thật sâu, để tâm linh bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói truyền tống đi. Truyền tống trận quang mang lấp lánh, Giang giật biến mất tại trong truyền tống trận, Lần này truyền tống đến càng lâu hơn. Trọn vẹn truyền tống nửa canh giờ, hắn mới cảm giác hai chân rơi xuống đất, bạch quang biến mất, đầu hắn mê man, cái gì cũng mặc kệ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trước một phen lại nói. Ba ba ba, hắn cảm giác rất nhiều ánh mắt quét về hắn, hắn còn nghe được vài tiếng nhàn nhạt đùa cợt tiếng cười, hắn biết rõ có thể đi vào đạo thiên bí cảnh khẳng định đều là cường giả, hắn một cái diệt ma chiến tướng cấp bậc võ giả vào đây hoàn toàn chính xác có chút khác loại. Quả nhiên Chờ hắn trong đầu cảm giác hôn mê chẳng nhiều mãnh liệt về sau, hắn mở to mắt quét qua, phát hiện bốn phía võ giả khí tức đều rất dọa người, lại toàn bộ đều là diệt ma chiến thần, không có một cái nào diệt ma chiến vương, chớ nói chi là diệt ma chiến gia. Hắn còn chứng kiến rất nhiều người huy chương bên trên có chữ, điều này đại biểu những người này là phong hào chiến thần. Chờ hắn khi mở mắt ra, đã không có người chú ý hắn, nơi này thời gian phi thường quý giá, bất kỳ người nào vào đây đều chỉ có ba ngày thời gian, những đại nhân vật kia cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên người hắn hắn bốn phía nhìn một cái đánh giá một phen hoàn cảnh lại phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc thù nơi này là một cái sơn cốc nơi xa có một dòng sông nhỏ theo trong núi chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà ra cuối cùng tụ hợp vào một cái trong tiểu đàm bốn phía đều là vách núi treo leo sơn cốc bên cạnh có mấy chục gốc phi thường cổ xưa lão cao lớn lá vàng cây bầu trời không nhìn thấy rượu nhật cùng huyết nguyệt chỉ có thể nhìn thấy tầng mây bên trong vảy xuống đạo đạo hào quang màu vàng sẫm, để trong sơn cốc tia sáng 10 phần đặc biệt. Duy nhất có ta đặc thù chính là chỗ này khí tức, tựa hồ so nguyên thủy bí cảnh càng thêm già nua, càng thêm hoang vu, còn có những cây to kia, khoảng chừng mấy vạn trượng cao, hết lần này tới lần khác cũng không thô to, mà lại lá cây đều là khô héo, nhưng không có rơi xuống. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm đến mức đáng sợ, bảo thủ so nguyên thủy bí cảnh nồng đậm hơn gấp 10 lần, vị kia liền là đạo thiên bí cảnh thủ hộ giả A. Giang giật ánh mắt rơi vào bên đầm nước ngồi xếp bằng một cái trên người lão giả, lão giả này toàn thân đều bị bụi bặm bao trùm, cũng không biết tại cái này ngồi xếp bằng bao lâu, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí thức, thậm chí cảm giác đã chết đi. Nhưng bất kỳ người liếc hắn một cái, đều sẽ không hiểu tim đập nhanh. Đây cũng là một cái phong vương cấp cường giả, Giang giật ở trên người hắn cảm nhận được một loại cùng địa sát quân chủ không sai biệt lắm vận vị loại này vận vị không nói rõ được cũng không tả rõ được, liền là cảm giác đặc thù. Cảm giác người này phi thường cường đại, liền giống với nguyên thủy bí cảnh bên trong thiên địa áo nghĩa, cảm giác nói không ra lời, hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy không hiểu bất phàm. Sơn cốc không coi là quá lớn, bên trong ngồi hai, ba trăm người, đồng dạng có người ngồi xếp bằng, có người như pho tượng đứng thẳng, còn có người treo ngược tại bên bờ vực đột xuất trên tảng đá, cũng có người dựa vào đại thụ ngủ say. Nữ tử này thật xinh đẹp, Giang giật ánh mắt rất nhanh bị một nữ tử hấp dẫn, nữ tử kia hẳn là cũng không phải là rất trẻ trung, nhưng hẳn là cũng không tính là già. Mặc một bộ váy trắng đứng tại một gốc cổ thụ trà cây phía trên, khuôn mặt thanh lệ, trên mặt hiện ra nhàn nhạt bạch quang, để nàng có được có loại thần thánh khí chất. Ánh mắt của nàng là nhắm lại, một cái tay nhẹ nhàng nâng một viên lá vàng, mặt mũi tràn đầy an tường, khóe miệng còn có một tia cười nhạt ý, thấy làm lòng người thần dập dờn. Thanh Trần, Giang giật chú ý tới người này váy trắng bên trên có cái diệt ma các huy chương, huyết lang trên đầu có hai chữ, hắn có chút chấn kinh ngạc, thứ này lại có thể là một cái phong hào chiến thần, cũng không biết đến từ cái gì giới diện. Không thể nhìn, thời gian quá chân quý, Giang giật cố nén nhìn nhiều vài lần xúc động, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện thiên lực, đồng thời chuyên tâm lĩnh hội lực thần quyết, trước đem lực thần quyết tìm hiểu đạo đệ nhất trọng đỉnh phong lại nói đạo thiên bí cảnh quả nhiên thần kỳ, vừa bế quan giang giật lập tức phát hiện khác biệt, ở chỗ này trong đầu của hắn tựa hồ chuyển động được nhanh nghìn lần, lĩnh hội tốc độ thật nhanh, mà lại trước kia một mực kẹp lại hắn bình cảnh, ở chỗ này không hiểu liền có thể nghĩ thông suốt, bắt đầu tìm hiểu tới là tiến triển cực nhanh. Ba canh giờ, vẹn vẹn ba canh giờ, giang giật lực thần quyết tựu đạt đến đệ nhất trọng đỉnh phong, hắn bị ép ngừng lại. Bởi vì đệ nhị trọng dùng cảnh giới của hắn căn bản là không có cách tu luyện, theo Lực Thần quyết phía trên nói nhất định phải đạt tới Diệt Ma Chiến Thần cảnh giới mới có thể tiếp tục tu luyện. Lực Thần quyết đệ nhất trọng nhục thể có thể tăng cường gấp trăm lần, đệ nhị trọng nghìn lần, đệ tam trọng vạn lần. Cái này thần thông càng ở sau càng bá đạo, Giang giật cũng biết tu luyện độ khó khẳng định hội càng lớn, giống như tùy ý có thể tu luyện tới đệ tam trọng, Lực Thần nhất tộc cũng sẽ không bị diệt tộc. Cảm mộ thần âm thiên ký, không mông cấp hỗn độn thú quỷ hồn kêu khóc, để hắn mở ra một cái mới đại môn, nhưng hắn còn không có triệt để cảm mộ thấu ở chỗ này cảm ngộ tốc độ nhanh như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội nhưng mà không biết cái gì là không bởi vì đây là hồng mông cấp hỗn độn thú đặc thù thần thông vẫn là duyên cớ gì giang giật chọn vẹn tìm hiểu một ngày thời gian lại vẫn như cũ kẻ tại trước kia địa phương thần âm thiên kỹ không có một tia tiến triển nơi này thời gian như thế quý giá giang giật cũng không phải vào đây tu luyện thiên lực hắn lần nữa cảm ngộ một canh giờ sau quyết định từ bỏ hắn đem nội tâm tạp niệm khu trừ. Ý đồ ở bên trong lĩnh hội một tia đồ vật, Mạch Thượng Hành nói qua chỉ cần tại đạo thiên bí cảnh bên trong có một tia xúc động, sẽ để hắn được ích lợi vô cùng. Buông lỏng, quên hết mọi thứ, nội tâm linh hoạt kỳ ảo. Giang giật nhớ kỹ Mạch Thượng Hành lời nói, nghĩ đến mấy lần tại bí cảnh bên trong nhìn thấy thảm tràn cảnh, tâm hắn quét ngang dứt khoát nằm trên mặt đất. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái khống chế vô danh công pháp tự động vận chuyển, sau đó trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, cái gì đều không nghĩ, nhìn xem có thể hay không có một tia xúc động. Cứ như vậy, tại thời gian một nén nhang về sau, Giang giật rất an nhàn. Ngủ thiếp đi, cắt cắt chương 1440, rung động, khô suy, Giang giật thật lâu không ngủ, võ giả tu luyện tới phía sau cảnh giới, đã cơ bản không cần đi ngủ, tu luyện bế quan một trận liền có thể để tinh lực dồi dào, toàn thân cảm giác mệt nhọc biến mất. Bất quá đi ngủ dù sao có thể làm cho linh hồn cùng nhục thân đạt tới buông lỏng nhất trạng thái, là bế quan không cách nào thay thế, rất nhiều cường giả vẫn là cách một đoạn thời gian hội ngủ một đoạn thời gian. Vấn đề là, nơi này là chỗ nào nơi này chính là đạo thiên bí cảnh A, tất cả mọi người một năm đều chỉ có thể miễn phí vào đây ba lần, thực sự có người vào đây đi ngủ sao kia trừ phi là đầu có vấn đề người. Giang giật tại nguyên thủy bí cảnh bên trong nhìn thấy rất nhiều người nằm trên mặt đất ngủ say, kỳ thật bọn hắn cũng không có chân chính thiếp đi, chỉ là tại chiều sâu bế quan, thân cận tự nhiên mà thôi. Sở dĩ Giang giật tại cái này ngáy khò khò, nằm ngáy o o kinh động đến rất nhiều người, cũng ảnh hưởng tới một số người lĩnh hội từng đạo thần thức quét tới, dò xét đến giang giật linh hồn một mảnh yên lặng, nhao nhao im lặng, đây rốt cuộc là nhà ai ăn chơi thiếu gia, thế mà lãng phí như thế cơ hội quý giá muốn ngủ sẽ không trở về ôm nữ nhân ngủ đây không phải là càng hài lòng một chút. Rất nhiều người khô giòn đóng lại giác quan thứ sáu, không còn đi quản giang giật, thời gian của bọn hắn rất quý giá, tranh thủ thêm có thể tìm hiểu một vài thứ. a à, đứng tại trên một thân cây bị phong số thanh trần nữ chiến thần cũng bị đánh thức, chủ yếu là giang giật tiếng lẩm bẩm quá vang dội, trực tiếp để nàng theo bế quan bên trong giật mình tỉnh lại ánh mắt của nàng mở ra lộ ra một đôi như u tuyển đôi mắt đẹp nhìn lướt qua giang giật sau ánh mắt lộ ra một tia chán ghét lập tức xinh đẹp ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên trong tay một mảnh lá vàng bay đi bay xuống tại giang giật miệng bên trên lá vàng quang mang lấp lánh thế mà một mực dán lại tại giang giật ngoài miệng giang giật tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng giang giật là thật chìm vào giấc ngủ thế mà một điểm phản ứng đều không có có lẽ hứa thanh bội chiến thần thủ pháp quá tuyệt diệu hắn vẫn tại trong ngủ mê, mặc dù không có ngáy ngủ, nhưng trong lỗ mũi hơi thở thổ khí âm thanh lớn hơn mấy phần, ngược lại là không có vừa rồi như thế tiếng lẩm bẩm như vậy vang lên. thanh trần quét giang giật vài lần, nhìn thấy hắn thế mà còn tại ngủ say, liếc mắt, xinh đẹp tự nhiên, nàng cũng không tiếp tục để ý giang giật, nhẹ tay nhẹ lấy xuống một mảnh lá vàng, tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ. bầu trời tầng mây chậm rãi nhúc nhích, đạo đạo hào quang theo trong tầng mây bắn ra, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu rọi thành một mảnh kim hoàng sắc gió mát nhẹ nhẹ tại trong sơn cốc uốn lượt, thổi đến lá vàng vang xào sạt, nhưng không có một mảnh hoàng diệp lạc dưới, cảm giác vô cùng thần kỳ. Nơi xa một đạo thanh tuyền theo vách núi bên trong chảy ra, rầm rầm tại gần phân nửa trong sơn cốc đi một vòng, cuối cùng tụ hợp vào góc dưới bên trái trong tiểu đàm, đầm nước này phía dưới hẳn là cũng có sông ngầm, đầm nước từ đầu tới cuối duy trì cao như vậy thủy vị, đầm nước cũng rất bình tĩnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lần lượt có người truyền tống ra ngoài, cũng có người truyền tống vào đến, rất nhiều người tiến vào nhìn thấy Giang giật chìm vào giấc ngủ rất là kinh ngạc Đây chẳng lẽ là một loại cảm ngộ mới phương pháp vẫn là tiểu tử này là cái não tàn Giang giật lần này ngủ say thật lâu Có lẽ là trong đầu của hắn tiềm thức không ngừng nói với mình buông lỏng một chút Hắn thế mà dòng dã ngủ say thượng giới tiểu nửa ngày thời gian còn không có tỉnh lại Thượng giới nửa ngày, hạ giới thế nhưng là 50 ngày a à, Hắn cái này ít nhất ngủ hạ giới 20 ngày thời gian Len Ken, Len Ken, đúng lúc này trong núi nước suối tuôn ra tốc độ đột nhiên trở nên không quy luật, lúc nhanh lúc chậm, sở dĩ chảy xuôi nước suối cũng biến thành có gợn sóng, dạng này dẫn đến nước suối chảy xuôi phát ra thanh âm cũng có một loại tiết tấu kỳ dị cùng vận luật. Bá bá bá, tại thanh âm này vang lên về sau, ngoại trừ hai người bên ngoài những người còn lại đều mở mắt, trước tiên quét về phía nước suối, đôi mắt sáng như tinh thần. Bởi vì các nàng đều có thể rõ ràng tại cái này nước suối chảy xuôi âm thanh bên trong cảm nhận được một tia thiên vận. Trên thực tế, Diệt ma các nổi tiếng cường giả đều biết, cái này đạo thiên bí cảnh thần kỳ nhất liền là cái này khẩu ưu tuyền, rất nhiều người cũng là sông cái này nước suối mà đến. Còn cái này nước suối có cái gì bí mật, không người biết được, chỉ là đã từng diệt ma các bên trong một cái phong vương cấp cường giả nói một câu nói, cái này trong suối nước ẩn chứa một tia bản nguyên áo nghĩa. Giờ phút này nước suối đột nhiên có dị động, tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người, trong mọi người trong lòng đều có mông lung cảm giác, cái này trong suối nước ẩn chứa một tia huyền diệu áo nghĩa nếu có thể đem cái này áo nghĩa cảm ngộ, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiu hiu hiu, lập tức tất cả mọi người hướng nước suối chạy như bay, xếp bằng ở dòng suối nhỏ bên cạnh tính tĩnh an ngồi, nghe nước suối có tiết tấu chảy xuôi âm thanh, ý đồ bắt lấy trong nội tâm kia tia kỳ diệu rung động. Duy chỉ có có hai người không nhúc nhích, một cái là đạo thiên bí cảnh thủ hộ giả, hắn vẫn như cũ xếp bằng ở tiểu bờ đầm, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa hồ sớm đã triệt để chết đi còn có một cái liền là giang giật, giang giật lần này tựa hồ chơi lớn rồi, ngủ được quá chết rồi, đến mức liền nước suối có dị động đều không có giật mình. Giống như hắn tỉnh lại biết mình bỏ qua như vậy một lần cơ hội quý báu, đoán chừng sẽ hối hận chết. Xa xa thanh trần chiến thần nhìn lướt qua tới, trong mắt có chút trần chờ tựa hồ đang do dự muốn hay không đánh thức giang giật. Dù sao cơ hội lần này quá hiếm có, bất quá nàng rất nhanh nhắm mắt ngồi xếp bằng không rảnh để ý. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, Giang giật đã chính mình lãng phí cơ duyên, kia nàng vì sao muốn giúp hắn nắm chắc cơ duyên loại này ăn chơi thiếu Gia nàng không thèm để ý. Leng keng, keng leng keng, nước suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi, lúc nhanh lúc trì hoãn, phi thường có tiết tấu, tựa hồ tại mịt mờ diễn dịch một bài mỹ lệ bài hát, một đạo không hiểu thiên vận cũng tại gõ vào dòng suối bên cạnh ngồi xếp bằng võ giả trong lòng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này tia vận luật, nhưng muốn đi bắt lấy cái này thần kỳ cảm giác nhưng căn bản làm không được. Vài trăm người bên trong, không thiếu có thông minh tuyệt đỉnh người. Bọn hắn cũng không có ý đồ đi cảm ngộ trong suối nước huyết minh thiên vận, chỉ muốn đi đem nước suối chảy xuôi tiết tấu, tiếng nước vận luật cường ép nhớ kỹ. Cái này tiết tấu rung động phi thường thần kỳ, mặc dù còn không biết có làm được cái gì, nhưng ghi chép lại khẳng định sẽ đối với tu luyện về sau có lớn lao ích lợi. Nhưng mà, không biết là nguyên nhân gì, rất nhiều người đem cái này tiết tấu cùng rung động ghi chép lại, nghĩ lại tự lại quên không còn một mảnh. Cái này rung động, cái này tiết tấu, cái này âm luật tựa hồ chỉ có thể lắng nghe, không cách nào ghi khắc xuống tới. Xem ra cái này rung động liền là bản nguyên áo nghĩa, đáng tiếc ta không có cái này duyên phận nắm giữ a. À. Thanh Trần Chiến Thần cảm ngộ một canh giờ sau, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, bởi vì nước suối tốc độ chảy đã thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Tại nước suối hoàn toàn bình thường, trong đầu kia tia thiên vận biến mất về sau, Thanh Trần Chiến Thần mở to mắt, nàng bốn phía quét qua, nhìn thấy đều là đôi một thất vọng đôi mắt xem ra vừa rồi trong vòng một canh giờ, không có bất kỳ cái gì một người bắt lấy kia tia rung động, kia tia bản nguyên áo nghĩa. Hưu, thanh trần chiến thần chân ngọc một điểm, lại bay lên viên kia cổ thụ bên trong, rất nhiều người nhao nhao trở lại chỗ cũ, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Thanh trần chiến thần lấy xuống một mảnh lá vàng, nhắm mắt lại tiếp tục cảm mộ cái này lá vàng cùng đại thụ bên trong truyền ra ngoài thiên vận. Hô suy, hô hô suy, nàng còn không có yên lặng đi vào lúc, trong tai vang lên một đạo rất nhỏ hơi thở âm thanh, cái này hơi thở âm thanh nàng rất quen thuộc, chính là giang giật tiếng ngáy nhỏ nhẹ, giang giật rõ ràng còn tại trong ngủ mê. Bất quá lần này hơi thở âm thanh, tựa hồ có một tia khác biệt. Thanh Trần luôn cảm giác có có cái gì không đúng, nghe sau khi nàng đôi mắt đột nhiên mở ra, không dám tin hướng giang giật nhìn lại. Cùng lúc đó, vô số cường giả ánh mắt cũng khóa chặt giang giật, bọn hắn đều đã bị kinh động. Bọn hắn đều phát hiện vấn đề giang giật hơi thở âm thanh, lại có một tia cảm giác tiết tấu, mà cái này tiết tấu cùng vừa rồi nước suối chảy xuôi tiết tấu giống nhau như đúc. Chương 1441, Thiên Tuyền vận luật. Hồng hộc, hô hồng hộc, Giang Giật rất có tiết tấu hấp khí, hơi thở dần dần bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới, rất nhiều người đầy mặt kinh ngạc, lập tức lại cuồng hỉ. Giang Giật hít thở thanh âm, cùng nước suối lưu động tiết tấu hoàn toàn tương tự, mà lại cũng có một loại không hiểu rung động ở bên trong. Hiu hiu hiu, vô số thân ảnh nhẹ nhàng bay tới, vây quanh Giang Giật ngồi xếp bằng, không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm sợ đánh thức giang giật bọn hắn không biết tại sao lại có loại này kỳ quái sự tình phát hiện vì sao giang giật đang say rất nồng thế mà có thể đem nước suối lưu động tiết tấu rung động ghi chép lại giờ phút này không phải đi nghĩ những thứ này chuyện thời điểm giang giật thời khắc có thể sẽ tỉnh lại mọi người nhất định phải nắm lấy cơ hội đi cảm mộ cái này rung động nắm chắc cơ hội cuối cùng lắng nghe vừa rồi nước suối thanh âm tất cả mọi người phi thường khẳng định chỉ cần có thể cảm ngộ cái này rung động Bọn hắn tự có cơ hội bắt lấy cái này tia bản nguyên áo nghĩa Bản nguyên áo nghĩa, đây chính là so pháp tắc càng tồn tại cường đại Cụ thể vì sao cường đại cường đại ở nơi nào bọn hắn cũng không biết Bọn hắn chỉ biết là tất cả phong vương cấp cường giả đều cảm ngộ một tia bản nguyên áo nghĩa Không hộc xoẹt, một đám tại địa giới đều tính toán nổi danh đại nhân vật Đem một cái tiểu thần tướng bao quanh vây lại Thanh trần chiến thần ngay tại trong đó, nàng cảm giác rất là khó chịu Vừa rồi mọi người phi thường chán ghét một người giờ phút này lại bị mọi người cung. Hết lần này tới lần khác chính nàng cũng vây quanh ở bên cạnh, cảm thụ được hắn không tính văn nhã ngủ say. Giang giật ngủ được rất ngọt ngào, khuôn mặt an tường, thân thể còn có chút uốn lượn, tựa như một đứa bé. Hắn tựa hồ còn nằm mơ, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một tia tự nhiên thuần chân nụ cười. Bốn phía yên tĩnh, phòng cũng ngừng, duy hữu tuyển nước tiếng đinh đông cùng giang giật có tiết tấu tiếng hít thở vang lên, cái này tiếng hít thở đánh vào mỗi cái cường giả trong lòng, để bọn hắn nội tâm không hiểu rung động hết lần này tới lần khác không có cách nào tìm tới rung động đầu nguồn một nén nhang một canh giờ mười canh giờ vẫn là không có một người có bất kỳ cảm mộ tại lúc này giang giật đột nhiên lật ra một thân hình kia có tiết tấu tiếng hít thở ngừng lại đem tất cả mọi người dọa sợ vô số ánh mắt mở ra khóa chặt giang giật cho là hắn muốn tỉnh ai ngờ giang giật lật ra cả người tiếp tục ngủ say còn bĩu môi khóe miệng chảy ra một đạo nước bọt vô số người lật lên bạch nhãn sau đó trông mong nhìn xem giang giật hy vọng hắn hơi thở âm thanh tiếp tục vang lên Hồng hộc hồng hộc xoẹt chờ giây lát kia có tiết tấu thanh âm vang lên lần nữa toàn bộ người nội tâm cũng hơi kích động thoáng cái thở ra một hơi tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội a à, thanh trần chiến thần cũng như chút được gánh nặng tại giang giật trở mình thời điểm nội tâm của nàng đều nắm chặt lên bởi vì vừa rồi nàng ẩn ẩn có một tia cảm ngộ như giang giật tỉnh lại như vậy nàng tự bỏ lỡ một cái vô cùng trọng yếu cơ duyên Nàng vội vàng thành thơi cảm ngộ, tại sao hai canh giờ trong đầu của nàng hiện lên một tia rung động, nàng toàn bộ linh hồn cũng run rẩy, bởi vì cái này rung động lần này cũng không có biến mất, mà là vĩnh cửu khắc sâu tại linh hồn nàng bên trong. Mặc dù nàng còn không biết cái này rung động có chỗ lợi gì, nhưng tiếp tục tham mộ xuống dưới, khẳng định lại có rất lớn thu hoạch. Nàng thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ, cẩn thận thấy bên trong vài vòng, xác định đã ghi chép lại hoàn chỉnh rung động, nàng mở mắt, đầy mắt cảm kích nhìn giang giật một chút. Mà không qua quá lâu, Giang giật hơi thở âm thanh thế mà biến mất, hắn ngáp một cái ngồi dậy, rất thoải mái vươn người một cái. Một đám người đồng thời mở mắt, chừng mắt dựng thẳng mũi nhìn xem Giang giật, rất nhiều mắt người bên trong vừa tức vừa giật, tựa hồ tại im ắng trách cứ, Giang giật làm sao lại tỉnh lại đến nhanh như vậy. Ách, à, Giang giật cũng bị hù dọa, hắn mông lung mở to mắt, lại nhìn thấy vài trăm người vây quanh hắn ngồi, mấy trăm ánh mắt đều nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ đang nhìn một cái quái vật. Hắn thân thể bắn ra lên, trong tay ngũ sắc hỏa diễm lấp lánh, quát khẽ nói các ngươi muốn làm gì. Chớ khẩn trương, thanh trần chiến thần đối giang giật giác quan đã khá nhiều, nhìn thấy giang giật như lâm đại địch bộ dáng, vội vàng đưa tin nói, bọn hắn không có ác ý, trong này cũng không ai dám động thủ. a à nha, giang giật tỉnh ngộ lại, nhìn qua một chút nơi xa bên đầm nước xếp bằng ở lão giả, nội tâm an định lại, hắn nhìn thấy mọi người vẫn như cũng nhìn hắn chằm chằm, nhếch miệng nói, chư vị, các ngươi nhìn ta làm gì ta nhưng không có long dương chuyện tốt, nam nhân đều đừng xem, nữ nhân. Tùy ý xem, phốc, trong sơn cốc chỉ có một nữ, thanh trần chiến thần có chút im lặng lật lên bạch nhãn, loại kia tự nhiên xinh đẹp thấy rất nhiều người thình thịch tâm động, nàng có chút xấu hổ, chân ngọc một điểm bay lên trên đại thụ, nhắm mắt lại bế quan. Tiểu tử ngươi có thể, ngủ tiếp một chút không? Tiểu tử, ngươi còn nhớ đến vừa rồi ngươi hít thở lúc tiết tấu cùng rung động, có thể hay không khắc họa ra? Tiểu huynh đệ, ngươi là có hay không nắm giữ loại kia rung động, chỉ cần có thể truyền thụ cho ta, giá tiền không là vấn đề. Mặc dù rất nhiều người tản ra, nhưng càng nhiều người đưa tin tới, Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, hoàn toàn không hiểu những người này ở đây nói cái gì. Hắn nghe một trận, khoát tay nói, được rồi, các người biệt chuyện âm, ta căn bản không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Thanh Trần Chiến Thần mở to mắt nhìn Giang giật vài lần, trần chờ một lát, truyền âm giải thích nói, vừa rồi nước suối phát sinh dị động, xuất hiện thiên vật, mà ngươi vừa lúc trong giấc mộng nắm giữ kia tia thiên vật mặc dù thanh trần chiến thần giải thích một lần nhưng giang giật còn không phải rất hiểu hắn chỉ là cảm giác ngủ một giấc vừa rồi chuyện gì xảy ra mời hoàn toàn không biết hắn nhìn thấy rất nhiều người còn tại truyền âm có chút bực bội khoát tay nói các người biệt chuyện âm ta cái gì cũng không biết tất cả giải tán đi một đạo phiêu miểu thanh âm già nua vang lên thiên vận không thể cưỡng cầu thiên vận không thể truyền thụ các người bỏ qua tốt nhất cơ duyên tiếp tục làm ẩm ý xuống dưới sẽ chỉ lãng phí thời gian thanh âm vang lên về sau trong sơn cốc lập tức an tĩnh rất nhiều người ánh mắt hướng nơi xa đầm nước lão giả cung kính nhìn một cái nhao nhao về tới riêng phần mình địa phương tĩnh đi xuống đến bất đắc dĩ an tỏa cái này thủ hộ giả thế nhưng là phong vương cấp cường giả hắn chắc chắn sẽ không sai tiết tấu rung động thiên vận vận luật mọi người tản giang giật vẫn còn mơ hồ không thôi hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra giờ phút này trong đầu đều là mơ hồ hắn quét mọi người một chút vốn định hỏi thăm thoáng cái thanh trần chiến thần nhưng hắn thấy được nàng đã bế quan chỉ có thể trầm mặc ngồi cố gắng sửa sang suy nghĩ một nén nhang sau hắn mê hoặc mở to mắt bởi vì hắn cảm giác trên người mình không có một tia biến hóa trong đầu của hắn cũng không có cảm ngộ bất kỳ vật gì cũng không có bọn hắn nói cái gì vận luật cái gì rung động tiết tấu âm luật loại hình tiểu tử cái kia đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên để giang giật tinh thần nhất chấn đây là thủ hộ giả truyền âm hắn nói ra vận khí của ngươi nghịch thiên a Linh hồn của ngươi chỗ sâu hẳn là Minh Khắc Thiên tuyển vận luật, chỉ là ngươi không thể nhận ra cảm giác thôi, có lẽ cũng là thực lực của ngươi quá thấp, không cách nào cảm ngộ. Ngươi nhớ kỹ cái này Thiên Tuyền thời kỳ viễn cổ tựu có, nó vận luật phi thường thần kỳ huyền diệu, giống như ngươi có thể cảm ngộ, phải không ngừng thôi diễn xuống dưới, chỉ cần đem cái này Thiên vận hoàn toàn nắm giữ, ngươi đem có cơ hội trở thành phong vương cấp cường giả. Chương 1442, vạn giới đấu pháp. Thủ hộ giả truyền âm để gian dật toàn thân run rẩy không nghĩ tới ngủ một giấc thật đúng là mèo mù đụng vào chuột chết, đạt được một tia cơ duyên lớn. Thủ hộ giả không có khả năng gạt người, như vậy hắn hẳn là thật nắm giữ kia cái gì thiên tuyển vận luật, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Hắn vội vàng hướng lấy thủ hộ giả kho mình hành lễ, lập tức ngồi xếp bằng một bên tu luyện thiên lực, một bên tĩnh tâm đi tìm thiên tuyển vận luật. Nhưng hắn dòng dã tìm mấy canh giờ, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, tựa hồ hết thảy đều là một giấc mộng, cái kia thủ hộ giả cũng đang lừa gạt hắn, hắn căn bản không có cảm ngộ bất kỳ vật gì. Tà môn, hắn nghi ngờ mở to mắt, có chút nghĩ không thông, đã thứ này tại linh hồn hắn bên trong, vì sao chính hắn lại tìm không thấy chẳng lẽ cùng những cái kia chữ tiểu truyện ký tự đồng dạng giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất. Người tên là gì? Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại giang giật trong đầu, giang giật ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy trên đại thụ phiêu nhiên như tiên thanh trần chiến thần đang nhìn chính mình, hắn ngẩn người âm thanh truyền âm nói, ta gọi giang giật, giang giật thanh trần chiến thần dừng một chút truyền âm nói thời gian của ta đến ta gọi kỳ thanh trần ta thiếu ngươi một cái nhân tình như có cơ hội ngươi đến thiên hàn giới ta cho ngươi một cái phủ chủ đương đương truyền âm vừa mới rơi xuống thanh trần chiến thần thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất giang giật trong mắt càng thêm kinh nghi cái này mỹ nữ là thế nào đột nhiên cùng hắn đến như vậy một câu nàng vì sao thiếu một món nợ ân tình của mình thiên hàn giới lại tại cái nào phủ chủ giang giật cũng không làm sao hiếm có hắn tại địa sát giới phủ chủ thấy hắn đều muốn khách khách khí khí, bất qua theo thanh trần chiến thần trong khẩu khí, hắn nghe ra cái này mỹ nữ hẳn là địa vị rất lớn a, có thể tiện tay cho một cái phủ chủ, cái kia hẳn là là quân chủ gia tộc. Tính toán mặc kệ, Giang giật lắc đầu, đem tạp niệm khu trừ, hắn thời gian cũng không nhiều, vẫn là nắm chắc cơ hội cảm mộ đi. Nội tâm của hắn bình phục lại, lần nữa đem trong đầu các loại tin tức trải vuốt một phen, nghĩ đang tìm xem thiên tuyển vận luật. Thiên tuyển vận luật không tìm được, Giang giật nhớ tới một chuyện, hắn trước kia tại Độc Linh kia học tập chân chính tiềm ẩn thuật, bất quá khi đó hắn cắm ở bình cảnh bên trên, đằng sau sự tình quá nhiều cũng không nhớ ra được, giờ phút này vừa vặn có thể cảm ngộ mộ một phen. Hắn tương thiên tuyển vận luật sự tình ném ở một bên, hết sức chăm chú bắt đầu cảm ngộ tiềm ẩn thuật. Một canh giờ sau nội tâm của hắn khẽ động, "Cuồng nghỉ không thôi, ở chỗ này thôi diễn tốc độ quá nhanh, trước kia kẹp lại hắn mấy cái bình cảnh thoáng cái mở ra." Lĩnh hội tốc độ tiến triển cực nhanh, hắn 10 phần xác định hắn có thể tu luyện tiềm ẩn thuật. Đáng tiếc, hắn thời gian không nhiều lắm, tiềm ẩn thuật còn không có chân chính đại thành hắn tự bị truyền tống ra ngoài. Hắn vượng vượng hồ hồ mở to mắt nhìn thấy lưu hoành một mực tại bên cạnh ngồi xuống chờ đợi, hắn khe khẽ thở dài có chút đáng tiếc, lại cho hắn tiểu nửa ngày thời gian, tiềm ẩn thuật liền có thể đại thành. Đại tư không, lưu hoành bị bừng tỉnh, vội vàng tới đỡ dậy giang giật, giang giật đứng một hồi, dò hỏi thành nội không có việc lớn gì a. À? ừm đại tư không uy danh uy chấn địa sát giới ai dám nháo sự lưu hoành vuốt đuôi nịnh bợ hiếu kỳ hỏi đại tư không lần này ở bên trong nhưng có cảm ngộ không biết giang giật lưu lại một cái để lưu hoành rất là không hiểu đáp án đi ra phía ngoài lưu hoành mơ hồ nháy nháy mắt có liền là có không có chính là không có cái này không biết tính là gì chuyện a à. hắn nhanh chân đuổi theo cung kính bẩm báo đúng rồi đại tư không cuối thu thiên sát tới tại giang phủ đợi rất lâu mạch lăng thu giang giật lông mày nhíu lại mạch lăng thu tới làm gì hơn nữa còn chờ mình rất lâu hắn vội vàng tăng tốc bước chân bắn thẳng đến thần ưng thành phía trên cửa thành bảo vệ điện sát quân thấy là giang giật lập tức mở cửa thành ra cung kính hành lễ giang giật bay vào trong thành một đường rất nhiều người nhìn thấy hắn đều nhao nhao hành lễ giang giật cũng không có thời gian phản ứng một đường bay trở về giang phủ hà vĩ vừa vận tại cửa ra vào nhìn thấy giang giật sau liên thanh bẩm giang giật người rốt cục xuất quan mạch đại nhân đợi rất lâu giang giật nhẹ gật đầu tại hà vĩ dẫn đầu đi xuống một cái viện đây là mạch thượng hành viện tử mạch thượng hành cùng mạch lăng thu đang ngồi ở bên trong uống trà nhìn thấy giang giật vào đây mạch lăng thu mỉm cười hỏi giang giật a à, người thế mà như thế lãng phí cơ hội chút thực lực ấy tựu vào đạo thiên bí cảnh bên trong nhưng có cảm mộ a à. giang giật phất tay để hà vĩ xuống dưới đi vào chính mình rót một ly trà cười khổ nói ra ta đây không phải nóng nảy muốn tăng lên thực lực sao Hắn cũng không có đem tại đạo thiên bí cảnh bên trong cảm giác ngộ thiên tuyển đạo vận sự tình nói ra, bởi vì hắn cảm giác quá mơ hồ, thậm chí hoài nghi mình đến cùng có hay không cảm ngộ nếu không vì sao linh hồn hắn bên trong hội không có nửa điểm lạc ấn cùng vết tích. Ăn một miếng không thành mập mạp, Mạch Lăng thu cùng Mạch Thượng hành liếc nhau một cái, dạy bảo nói, Giang giật A, à, người còn trẻ, theo Thượng Giới để tính, người vẫn là hài tử đâu. Thời gian dài đây, tu luyện việc này không vội vàng được, người cảnh giới còn thấp, đến diệt ma chiến thần cảnh giới người sẽ phát hiện thực lực muốn tăng lên một tia đều muốn 10 năm, thậm chí trăm năm thời gian. Có người tốn hao ngàn năm, thực lực đều có thể không tiến thêm tất nào nữa. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, cũng không muốn cùng Mạch Lăng Thu tranh luận, hắn hỏi tới chính sự, đại nhân, lần này ngươi đến cần làm chuyện gì a? À? Mạch Lăng Thu cái này cấp bậc đại nhân vật, không có chuyện chắc chắn sẽ không tự mình đến đi một chuyến, hẳn là có chính sự đại sự. Mạch Lăng Thu trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra hai chuyện. Đệ nhất, Mạch Lăng Thu nói ra, đoạn thời gian trước, ta phái người đi thiên tinh giới một chuyến, thiên tinh giới hết thảy bình thường, người có thể an tâm, mà lại minh giới thế lực còn sót lại toàn bộ bị tiêu diệt toàn bộ. Ta người còn để lại 10 khối thiên bi, phân biệt ngưng khác 10 cái pháp tắc, còn kiến tạo một cái cường đại tụ linh đại trận, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, các người thiên tinh giới phi thăng nhân số hội gia tăng rất nhiều. Người mấy cái kia thê tử thiên tư không tệ, rất có hy vọng phi thăng, mà lại đến lúc đó các nàng sẽ trực tiếp phi thăng tới địa sát giới. Ta người hội trước tiên tiếp dẫn tới. A à, đa tạ đại nhân. Giang giật đầy mắt cuồng hỉ, kém chút ôm mạch lăng thu hôn mấy cái. Mặc dù biết mạch lăng thu đây là tại lôi kéo hắn, nhưng nhân tình này cho quá nặng đi đối với giang giật tới nói kia là chí mạng. đúng rồi. Giang giật nghĩ đến cái gì, ánh mắt quét về phía mạch lăng thu hỏi đại nhân, người đã có thể an bài người hạ giới kia ta có thể đi trở về một chuyến sao? Không được, Mạch Lăng Thu lắc đầu nói, ngươi không phải địa sát các người, theo địa sát thiết xuất ta không có cái quyền lợi này, bất quá nếu ngươi đi cầu quân chủ, quân chủ gật đầu vậy liền không thành vấn đề. Cầu quân chủ, Giang giật khẽ giật mình, gãi đầu một cái có chút xấu hổ, hắn không thích thiếu người quá nhiều, càng không thích đi cầu người. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, giống như bằng vào chính ta, có thể hạ giới sao? Có thể, Mạch Lăng Thu rất khẳng định nói ra, ba ngàn vạn thần nguyên. A à nha, Giang giật nội tâm đại định, trước kia đối với hắn mà nói có lẽ ngàn vạn thần nguyên vô cùng khó khăn, đạt tới cái này cao tốc, kiếm thần nguyên tựu đơn giản, hắn âm thầm tính toán, chờ thực lực cường đại, muốn bao nhiêu nhận nhiệm vụ, thêm tích lũy thần nguyên, như thế liền có thể trở về một chuyến. Hắn ổn định thoáng cái cảm xúc, tiếp tục hỏi, chuyện thứ hai đâu? Mạch Lăng Thu khẽ mỉm cười nói, 10 ngày về sau, địa giới lại có một cái vạn giới đấu pháp, đến lúc đó toàn bộ địa giới sở hữu giới diện thanh niên tuấn ngạn đều sẽ hội tụ đấu pháp ta chuẩn bị mang ngươi đi theo mở mang kiến thức một chút. Ta, Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh lắc đầu nói, địa giới thanh niên tuấn ngạn đi đấu pháp, ta chúc thực lực ấy coi như xong đi, đi ném ngươi người. Tại địa giới 20 tuổi dưới đây đều tính toán thanh niên, 20 năm tại hạ giới thế nhưng là 2.000 năm. Tại địa giới có thể tính được là thanh niên tuấn ngạn, vậy khẳng định đều là thiên tài yêu nghiệt, không nói đạt tới phong hào chiến thần đi, ít nhất cũng là chiến thần cấp bậc, Hắn đi đây không phải là mất mặt xấu hổ sao mà lại hắn cũng không thích loại này không có chút ý nghĩa nào đấu pháp. Ha ha, Mạch Lăng Thu cùng Mạch Thượng Hành liếc nhau, hai người đều cười nhạt một tiếng, Mạch Lăng Thu chế nhạo nói ra, lần này ngươi đi cùng vốn là không cần ra tay, chỉ là đi xem náo nhiệt, quan sát học tập, được thêm kiến thức. Đã ngươi không muốn đi, quên đi, ta vốn đang chuẩn bị dẫn ngươi đi nhìn xem địa giới đệ nhất kỳ sơn Thánh Linh Sơn. Ừm ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, nhưng nghe đến cuối cùng ba chữ Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bờ môi run run thoáng cái, mang theo thanh âm run động hỏi, "Người nói cái nào Thánh Linh Sơn lần này đấu pháp tại Thánh Linh giới?" Chương 1443, Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. "Đúng vậy a." À, Mạch Lăng Thu ngược lại giả bộ như rất nghi ngờ hỏi đến, "Cái này vạn giới đấu pháp 10 năm một lần, mỗi lần đều tại Thánh Linh giới a, có vấn đề sao?" "Không có vấn đề." Giang giật nuốt nước miếng một cái, ngưng âm thanh nói ra, "Mạch đại nhân" ta đối thánh linh sơn đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, người nói sớm tại thánh linh sơn đấu pháp, ta khẳng định phải đi a à. ha ha ha, mạch lăng thu hai người đối mặt cười một tiếng, nhao nhao cười ha hả mạch lăng thu hí ngược nói ra, ngươi là muốn đi thánh linh sơn hạ tìm một người a à. ách giang giật không nghĩ tới mạch lăng thu thế mà biết rõ, bất quá nghĩ lại nghĩ đến hắn phái người đi thiên tinh giới, kia tìm hiểu y phiêu phiêu tin tức hẳn là đơn giản, hắn trùng điệp gật đầu nói, không sai, mẫu thân của ta liền là y phiêu phiêu nàng còn trấn áp tại thánh linh sơn phía dưới giang giật mạch lăng thu nghiêm mặt bàn giao nói ta có thể dẫn ngươi đi thánh linh giới nhưng ngươi phải đáp ứng ta không thể làm loạn mẫu thân ngươi sự tình nguyên náo quá lớn để ngươi cái kia ông ngoại phi thường nổi nóng mặt mũi mất hết giờ phút này đoán chừng cơn giận còn chưa tan sở dĩ ngươi đi xem một chút có thể nhưng ngàn vạn không thể bại lộ thân phận hiểu không nếu không ngươi không chỉ có cứu không được mẫu thân ngươi thậm chí ngươi có thể sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài mẫu thân người cũng sẽ lần nữa lọt vào trọng phạt. Giang giật ánh mắt ảm đạm, Độc Linh cũng đã nói với hắn, dùng thực lực của hắn đi thánh linh giới sẽ chỉ bị giết, lần này mặc dù Mạch Lăng Thu mang theo, nhưng sự tình làm lớn chuyện, đoán chừng Mạch Lăng Thu đều sẽ xuống đài không được. Hắn cúi đầu trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu u u hỏi, "Mạch đại nhân, ta thế nào mới có thể cứu ra mẫu thân?" Mạnh lên, Mạch Lăng Thu khẳng định nói ra, chỉ có không ngừng mạnh lên, đạt tới Diệt Ma chiến thần, đạt tới Phong Hào chiến thần người cái kia ông ngoại mới có thể tiếp nhận ngươi, mới có thể sớm thả ngươi mẫu thân. Như hắn không thả, thực lực ngươi tu luyện tới phong vương cấp, đồng dạng có thể giết vào thánh linh giới cưỡng ép giải cứu, không phải sao. Không sai, Giang giật nội tâm ý chí chiến đấu bị mạch lăng thu kích, trong mắt của hắn quang mang vạn trượng, cắn răng nói ra, giống như không thả, ta tự giết vào thánh linh giới. Đa tạ đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giang giật thật sâu cho mạch lăng thu bái xuống, Mạch Lăng Thu cùng Mạch Thượng Hành hai người cười, lần này Mạch Lăng Thu mục đích đạt đến, hai cái này ân tình cho quá lớn, đoán chừng giang giật cái này đều hội cảm ơn Mạch ra. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Địa sát quân chủ đã nhìn kỹ giang giật, như vậy tại giang giật còn không có quật khởi lúc tiến hắn một ít nhân tình, hắn sẽ vĩnh thế ghi khắc. Như hắn quật khởi, về sau coi như tiến hắn một kiện hồng mông linh bảo cũng ý nghĩa không lớn. Mục đích đạt đến, Mạch Lăng Thu cũng chuẩn bị đi trở về, hắn bàn giao nói, Giang Giật, ngươi nguyên lực đạt đến thần tướng đỉnh phong đi còn có thời gian 10 ngày, ngươi hảo hảo tu luyện một phen, đã đến giờ để ngược lên dẫn ngươi đi địa sát thành, ta lại dẫn ngươi đi thánh linh giới. Mạch Lăng thu đi, Giang Giật não hải vẫn còn kêu loạn, nỗi lòng khó bình. Hắn huyễn tưởng thật lâu đi thánh linh giới, rất nhiều lần trong mộng mơ tới đi thánh linh giới tìm tới y phiêu phiêu, rốt cuộc mộng tưởng muốn thành thật, nội tâm của hắn khuấy động có thể nghĩ. Kỳ thật lần này theo Bắc Hà Thành trở về, hắn nghĩ tới lập tức đi thánh linh giới trên người hắn có một cái hồng mông cấp hỗn độn thú thi thể thi thể này phi thường đáng tiền giống như bán ra lời nói gần ngàn vạn thần nguyên hẳn là có thể bán được tại tăng thêm trong khoảng thời gian này nhiều người như vậy tặng lễ hắn góp đủ ngàn vạn thần nguyên tuyệt đối không có vấn đề coi như không đủ tìm mạch lăng thu giúp đỡ chút cũng có thể truyền tống đi nhưng hắn cuối cùng bác bỏ ý nghĩ này độc linh nói qua thực lực của hắn đi thánh linh giới rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết coi như không bị giết cũng sẽ để y phiêu phiêu bị càng lớn chỉ trích sở dĩ hắn không dám đi rốt cục có một cái cơ hội hắn có thể vụng trộm đi theo mạch lăng thu đi thánh linh giới đi xem một cái thánh linh sơn suy nghĩ biện pháp gặp y phiêu phiêu một mặt nghĩ tới đây hắn toàn thân run rẩy một cái sinh ra liền không có gặp qua mẫu thân người lúc đầu đối mẫu thân ấn tượng là phi thường mơ hồ là không có tình cảm nhưng y phiêu phiêu khác biệt giang giật tại thiên tinh giới khắp nơi đều có thể cảm nhận được nàng vì chính mình trả giá cố gắng nàng vì chính mình làm an bài đối với mình thâm trầm nhất yêu thương sao băng đảo pho tượng cùng cái kia tiểu mục điêu bên trong hình ảnh để giang giật đối y phiêu phiêu ấn tượng rõ ràng y phiêu phiêu đủ loại bố trí nàng tại thiên tinh giới ở khắp mọi nơi giấu chân cùng truyền thuyết để hắn đối cái này mẫu thân tràn đầy tôn kính cùng yêu thích cuối cùng hóa thành nồng đậm tưởng niệm biết được y phiêu phiêu vì mình cùng thiên tinh giới lại không tiếc bị gia tộc trọng phạt trấn áp tại thần sơn hạ ngàn năm giang giật nổi giận cũng vô cùng thống khổ hắn hận không thể chính mình đi thay thế y phiêu phiêu tiếp nhận ngàn năm cơ khổ, hận không thể cầm thanh kiếm giết vào thánh linh sơn đem y phiêu phiêu cấp cứu ra. Mười ngày, mẫu thân, mười ngày sau ta liền có thể đi thánh linh giới, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhìn thấy ngươi. Giang giật ở trong lòng thì thào một tiếng, nhanh chóng rời đi mạch thượng hành viện tử, đều không có đi gặp lưu thống lĩnh tiêu lãnh bọn hắn, lần nữa về tới diệt ma các, tiến vào một cái nghìn lần tu luyện mật thất. Thời gian 10 ngày rất dài, tại hạ giới là gần 3 năm thời gian, Giang giật không có khả năng lãng phí, hắn nghĩ bế quan tương thiên lực cảnh giới tăng lên tới thần vương cảnh, đồng thời cảm mộ thoáng cái tiềm ẩn thuật, thuận tiện bắt giữ thiên tuyển vận luật. Mặc dù là nghìn lần tu luyện mật thất, nhưng cùng nguyên thủy bí cảnh đạo thiên bí cảnh so sánh vẫn là kém xa, mà lại tại cái này thôi diễn tiềm ẩn thuật quá chậm quá chậm, cảm mộ một trận, giang giật kém chút trực tiếp đem cái kia hồng mông cấp hỗn độn thú đi đổi lấy chiến công, tiến vào nguyên thủy bí cảnh tu luyện. Nghĩ nghĩ cuối cùng Giang Giật vẫn là không có làm chuyện điên rồ cái này hỗn độn thú thi thể quá chân quý, vẫn là lưu lại về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Hắn hao tốn một chút thời gian để tâm linh bình phục lại, lúc này mới tiến vào chiều sâu bế quan, cái gì đều vô dụng tâm tu luyện cùng cảm ngộ. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian nhanh chóng trôi qua, Giang giật cũng đã quen thượng giới năm tháng dài đằng đẵng thượng giới võ giả bế quan tu luyện động một chút thì là mấy tháng mấy năm, đạt đến thiên thần cảnh giới võ giả thọ nguyên đã dài đằng đẵng đối với hạ giới phàm nhân mà nói vậy cơ hồ là không chết tồn tại. Giang giật tu luyện sáu thiên hậu, thiên lực rốt cục lại biến sắc, thiên lực ngưng kết rất nhiều, đạt đến chiến vương cảnh. Bất quá tốc độ tu luyện chậm đi nghìn lần, quả nhiên càng lên cao càng khó tu luyện. Thiên lực cảnh giới muốn tu luyện tới diệt ma chiến thần cảnh giới, giống như không thể đi vào nguyên thủy đạo thiên bí cảnh bên trong tu luyện, kia ở bên ngoài không biết muốn tu luyện bao lâu. Tại thứ cửu thiên, Giang giật tiềm ẩn thuật đại thành, 9 ngày thời gian Giang giật còn luyện hóa một chút linh hồn tiên thảo, bất quá phẩm cấp quá thấp, linh hồn cũng không có quá nhiều tăng trưởng, linh hồn cường độ vẫn tại thần tướng đỉnh phong. Thiên lực cùng tiềm ẩn thuật tu luyện, để Giang giật coi như hài lòng, để hắn không hài lòng là thiên tuyển vận luật, hắn cách mỗi một ngày liền sẽ dò xét một lần, nhưng không thu hoạch được gì. Tựa hồ tại đạo thiên bí cảnh bên trong liền là trong giấc mộng, thủ hộ giả cũng là lừa hắn. Thứ 10 ngày còn chưa tới, hắn sớm xuất quan, tại hắn đi ra tu luyện mật thất lúc, mạch thượng hành như quỷ hồn bay ra, mỉm cười nhìn qua Giang giật nói, đi an bài một chút đi, chế chút chúng ta liền đi địa sát thành, địa sát giới tham gia đấu pháp thiên tài đã sớm hội tụ, đều đang đợi ngươi đây. chương 1444, Ngân Ma Mặt Nạ Địa sát lâu đài bên trong một cái thiền điện bên trong mấy một thiên tài đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Thiền điện bên trong, Mạch Lăng Thu nhàn nhã ngồi uống trà, hai bên ngồi các vị áo bảo lộng lấy, tướng mạo xuất chúng nam nữ trẻ tuổi. Trái bên trên là một vị dáng người phi thường cao gầy nóng bỏng hắc váy ngắn tiểu thư, người này dung mạo so hiên viên lăng yên còn muốn thắng một bậc, nhất là một đôi tròn trịa thon dài chân trắng, có hơn nửa đoạn lộ ở bên ngoài, sáng rõ các vị công tử hoa mắt. Người này phi thường hiểu được mặc quần áo, trên người váy dài không biết là làm bằng vật liệu gì dệt thành, cho người ta phi thường quý khí cảm giác, trước ngực nàng mang theo một chuỗi tuyết trắng hạt châu cùng váy đen tương ánh thành huy. Óng ánh vành tai bên trên cũng mang theo hai chuỗi hạt châu màu tím, tóc là thật cao co lại, lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, để trên người nàng hiển thị rõ khí chất cao quý điển nhã. Bất quá người này cùng hiên viên, viên lăng yên đồng dạng, trên người có một cỗ nhàn nhạt ngạo khí. Không chỉ là nàng, thiền điện bên trong ngồi còn lại trong bốn người, có ba cái công tử trẻ tuổi trên thân đều có một cỗ nhàn nhạt ngạo khí, tựa như các nàng là thiên thượng minh nguyệt tinh thần, phàm nhân chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tới gần. Một người ngoại trừ, góc dưới bên trái ngồi một tên nhỏ nhắn xinh xắn phấn hồng váy nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, trên mặt nàng một mực mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, con mắt có chút nheo lại, khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng thân cận, còn lại bốn người khuôn mặt lạnh buốt ngồi uống trà, chỉ có nàng thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ. Xa xa xa, bên ngoài rốt cục vang lên một trận tiếng bước chân, mạch lăng thu ngẩng đầu lên, ngoại trừ người mặc màu hồng phấn váy giải thiếu nữ bên ngoài, còn lại bốn người sắc mặt đều âm trầm mấy phần, cúi đầu uống trà, không có xem bên ngoài một chút. Bên ngoài một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng vào đây, đằng sau đi theo một cái tóc đỏ người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh giật, sắc mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, để cho người ta như mộc xuân phong. Hắn sau khi đi vào nhìn lướt qua ngồi năm cái trẻ tuổi công tử tiểu thư, hướng nhìn qua hắn cười phấn hồng váy thiếu nữ mỉm cười gật đầu, lúc này mới cùng Mạch Lăng Thu chắp tay nói, giang giật, tham kiến phó các chủ. Giang giật, người đã đến A, Mạch Lăng Thu đứng dậy mỉm cười chỉ vào thiền điện bên trong các vị công tử tiểu thư, là giang giật giới thiệu, hắn đầu tiên là chỉ vào bên trái váy đen thiếu nữ nói, đây là Mạch Hoài tang quân chủ tôn nữ bảo bối vị này là cửu thiên vấn, cửu thiên gia thập bát công tử. Vị này là hiên viên võ đế, hiên viên gia đệ nhất công tử. Vị này là tần hoán, tần gia yêu nghiệt thiên tài, cuối cùng vị này gọi địch linh nhi, các người địch minh tổng các chủ bảo bối tiểu tôn nữ. Năm một thiên tài, năm cái yêu nghiệt, năm người mặc dù không có đeo lên địa sát các chiến thần các diệt ma các huy chương, nhưng giang giật tùy ý một cảm ứng liền biết, cái này năm cái đều là thiên sát, thần đế, chiến thần. Nhất là mạch hoài tang cùng địch Linh Nhi tần hoán ba người sinh mệnh khí tức quá trẻ tuổi, thậm chí địch Linh Nhi cùng tần hoán giang giật còn cảm giác giống như hai đứa bé. Kinh khủng, giang giật xem như kiến thức thiên tài chân chính, mặc dù năm người đều xuất từ đại gia tộc, có được vô tận tài nguyên. Nhưng giống như thiên tư không được làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy cửu thiên trạch hiên viên lăng yên tần vinh cũng là bọn hắn mấy nhà, thực lực vì sao liền không có biến thái như vậy. Xin chào, ta gọi địch Linh Nhi, gia gia của ta cùng ta nói qua người đây mặc phấn hồng váy tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ thoải mái đứng lên cùng giang giật chào hỏi giang giật cũng mỉm cười đáp lại linh nhi tiểu thư tốt những người còn lại thì hờ hứng cùng giang giật nhẹ gật đầu mặc gợi cảm váy đen khí chất cao quý mạch hoài tang thậm chí đều không có xem giang giật một chút ngược lại thúc giục mạch lăng thu nói ngũ ra ra có thể xuất phát a à. giang giật đừng thấy lạ nhà đầu này liền là từ nhỏ bị làm hư mạch lăng thu có chút ngượng ngùng cùng giang giật truyền âm nói tùy ý vung tay lên nói, đi thôi, đi thánh linh giới. Giang giật nhàn nhạt gật đầu cũng không hề để ý, những này đại gia tộc công tử tiểu thư đều là bản thổ thần tộc, gia tộc hiền hách, theo lúc sinh ra đời trong khung tự có một loại cao ngạo, xem thường hạ giới phi thăng dế nhũi cũng bình thường. Cửu thiên gia, hiên viên gia, tần gia càng là cùng hắn một mực có mâu thuẫn cùng ân oán, ba cái kia công tử có thể đối với hắn gật gật đầu đã coi như là rất cho mặt mũi. Để hắn ngoài ý muốn chính là địch linh như thế mà đối với hắn như thế hiền lành cái này khiến hắn đối địch minh càng thêm tôn kính mấy phần, địch gia gia giáo khẳng định phi thường nghiêm khắc, mà lại địch minh đoán chừng đối với hắn giác quan phi thường tốt, lúc này mới ảnh hưởng tới địch linh nhi. Mọi người đi theo mạch lăng thu một đường hướng ra phía ngoài hành lang đi đến, ở nửa đường mạch lăng thu đột nhiên nhớ tới cái gì, theo trong giới chỉ lấy ra một khối màu bạc trắng mặt nạ, đưa cho giang giật truyền âm nói, giang giật, này mặt nạ ngươi luyện hóa, đeo lên sau ngoại trừ phong vương cấp cường giả, ngoại nhân dò xét không được bộ dáng cùng linh hồn khí tức. Đi thánh linh giới người một đường đi theo là được, không phải bại lộ thân phận, giống như làm loạn ta chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi ném vào không gian thần khí bên trong, đây là quân chủ mệnh lệnh. Rõ, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, lúc đầu hắn muốn mang lấy độc linh đi, kết quả mạch thượng hành nói không được. Lại nói rõ không thể làm loạn, nếu không trực tiếp cầm xuống hắn còn muốn lấy coi như không có cách nào cứu ra y phiêu phiêu cũng muốn biện pháp đi gặp nàng một mặt xem ra có chút mơ hồ ngân ma mặt nạ mạch hoài tang nhìn lướt qua khóe miệng hơi nhếch lên có chút bất mãn nói ra ngũ ra ra lần trước ta cầu ngươi đem này mặt nạ cho ta chơi đùa ngươi lại không cho ngược lại cho hắn ngươi thật thiên vị đâu mạch lăng thu đắng chát nở nụ cười giải thích nói không phải ra ra ngươi mở miệng này mặt nạ ta còn không nỡ cho giang giật cô nàng quay đầu ngũ ra ra đưa ngươi một cái tử ngọc trúc, thỉnh an đại sư giúp ngươi làm một cái tiêu ngọc, cái này cũng có thể đi. Tử ngọc trúc cái kia còn không sai biệt lắm, mạch hoài tang thoáng cái vui vẻ, chắp tay sau lưng ngẩng lên đầu như một cái kiêu ngạo khổng tước hướng phía trước đi đến, giang giật nhìn mấy lần không rảnh để ý, tiếp nhận mặt nạ màu bạc thiên lực vần quanh bắt đầu luyện hóa. Mạch lăng thu đã sớm giải trừ mặt nạ bên trong dấu ấn tinh thần, giang giật chỉ là một lát tự luyện hóa, hắn nhẹ nhàng đem mặt nạ bám vào trên mặt, mặt nạ tự nhiên dán vào, cảm giác không có đeo lên. Mà giang giật khí tức trên thân tại mặt nạ đeo lên sau cũng đã biến mất, giống như một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân, nhưng bất kỳ người nhìn một chút kia mặt nạ màu bạc đều sẽ cảm giác tim đập nhanh, tựa hồ giang giật là một cái phi thường lợi hại cường giả, để cho người ta không dám sinh ra địch ý. Ngân ma mặt nạ quả nhiên rất bất phàm, địch linh nhi nhìn mấy lần nhẹ nói đạo, cửu thiên vấn hiên viên võ đế tần hoán liếc mấy cái cũng âm thầm gật đầu, cái này đích xác là một kiện dị bảo, ngoại trừ che giấu thân phận khí tức bên ngoài, còn có một cỗ rất mạnh lực uy hiếp, ngân quang lóng lánh cũng làm cho giang giật nhiều hơn một loại cảm giác thần bí. đi, mạch lăng thu mang theo mọi người đi qua một đầu hành lang dài dằng dặc, cuối cùng tiến vào một cái to lớn thiền điện bên trong. cái này trong thiền điện có một cái cửa đại truyền tống trận. thiền điện bên trong có năm tên thiên sát thủ hộ, nhìn xem mọi người vào đây, liền vội vàng hành lễ, mở ra truyền tống trận. mạch lăng thu mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận năm tên thiên sát liên tục không ngừng đánh ra thiên lực bắn vào trong truyền tống trận, truyền tống trận hơi chấn động một chút chậm rãi mở ra. Thánh linh giới, mẫu thân, hài nhi tới tìm ngươi, mặc dù giang giật mang theo mặt nạ, nhưng con mắt cùng cái mũi thoáng cái đều lộ ở bên ngoài, trong mắt của hắn sáng lên một đạo nóng rực, nội tâm khuấy động không thôi, cố gắng nhiều năm như vậy hắn rốt cục muốn đạp vào mẹ hắn thân chỗ rơi diện. chương 1445, Tiểu ưng vương. Lần này truyền tống khoảng cách thực sự quá xa, dù sao giang giật cũng không biết rõ truyền tống bao lâu, đến đằng sau đầu hắn choáng choáng nặng nề, triệt để mất phương hướng. Một truyền tống ra thân thể còn lay động một cái kém chút ngã sắp xuống, nếu không phải mạch lăng thu giúp đỡ một cái, đoán chừng muốn quảng chó đấp xê. Ha ha, mạch hoài tang cùng ba vị công tử quét giang giật một chút, trong mắt đều lộ ra một tia khinh miệt, chỉ có địch Linh Nhi có chút quan tâm hỏi, giang giật, người không sao chứ? Tiểu Linh Nhi, mạch lăng thu vội vàng hơi liếc mắt ra hiệu, truyền âm bàn giao nói không muốn kêu tên của hắn xưng hô hắn là đại tư không đi a à nha địch linh nhi nhẹ gật đầu giang giật không có trả lời ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi thời gian một nén nhang mới mở to mắt hắn bốn phía quét qua lại đầy mắt ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện bọn hắn tại một cái cửa đại trên tảng đá cái này thạch đầu lơ lửng ở giữa không trung bên ngoài có một cái ánh sáng dịu dịu che đậy màn hào quang bên ngoài là đen nhánh vô tận hư không trên đá lớn không có bất kỳ cái gì kiến trúc chỉ có đếm không hết truyền tống trận mỗi một cái truyền tống trận bên cạnh đều đứng đấy mấy cái người mặc kim sắc chiến giáp võ giả nơi xa ngồi xếp bằng ba vị khí thế cường đại lão giả bất quá ba vị này lão giả có thể đang bế quan không có phản ứng mọi người đại nhân đây là cái nào a à đây không phải thánh linh giới a à? gian giật nhỏ giọng hỏi thăm về đến mạch lăng thu mỉm cười lắc đầu mạch hoài tang bọn người trong mắt lần nữa lộ ra một tia khinh miệt địch linh nhi mỉm cười giải thích nói đại tư không đây là truyền tống bí giới thánh linh giới cùng mặc vũ bí cảnh còn có chúng ta địa sát giới các loại chờ rất nhiều đại giới mặt đều có những này đại giới mặt là không thể trực tiếp truyền tống vào đi chỉ có thể theo truyền tống bí giới truyền tống đi đây là vì phòng ngừa minh giới tiến công a à nha giang giật đã hiểu đại giới mặt đều sợ còn lại giới diện bị minh giới khống chế sau đó liên tục không ngừng truyền tống đại quân đi qua có cái này trung chuyển truyền tống bí giới tự có giảm sóc thời gian đoán chừng cái này truyền tống bí giới cũng rất dễ dàng hủy đi a một khi bị hủy diệt liền không có biện pháp truyền tống đi thôi lập tức liền có thể tới thánh linh giới cái này truyền tống bí giới ngay tại thánh linh giới bên cạnh mạch lăng thu mang theo mọi người đi ra truyền tống trận tiến vào một cái nhỏ một chút truyền tống trận trong tay hắn lệnh bài sáng lên thủ hộ truyền tống trận mấy tên cường giả liền vội vàng khom người hành lễ nói nguyên lai là địa sát giới đại nhân mở ra truyền tống trận Lần này truyền tống quả nhiên rất nhanh, vẻn vẹn gần nửa canh giờ, giang giật bọn người tựu ra một tòa đại thành trì bên trong. Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, vô số người người xem, trong quảng trường quân đội cũng ít nhất có gần ngàn, quân đội thống lĩnh thế mà còn là một tên phong hào thần đế. Mỹ ảnh tộc chẳng lẽ là chiến thần các, giang giật đầy mắt nghi hoặc, bởi vì truyền tống bí giới bên trong cường giả cùng thành nội quân đội đều là người mặc kim sắc chiến giáp, chiến giáp bên trên có chiến thần các huy chương theo lý thuyết thủ hộ thành trì hẳn là mỹ ảnh tộc nhân a lại là chiến thần các đệ tử chỉ có một lời giải thích mỹ ảnh tộc toàn bộ đều gia nhập chiến thần các giang giật mỹ ảnh tộc đích thật là chiến thần các người cái kia ông ngoại vẫn là chiến thần các địa giới tổng các chủ đâu mạch lăng thu nhìn ra giang giật trong mắt nghi hoặc truyền âm giải thích một câu lập tức đi ra phía ngoài đối quân đội thống lĩnh chắp tay nói áo cổ đại nhân lại gặp mặt mạch đại nhân tốt Hoài tang tiểu thư cũng tới A xem ra lần này đấu pháp quán quân không phải là hoài tang tiểu thư không còn ai. Quân đội thống lĩnh khách khí cùng Mạch Lăng Thu Hàn Huyên, Mạch Lăng Thu là địa sát quân chủ đại biểu, mị ảnh tộc nhân rất cho mặt mũi, đối Mạch Hoài tang cũng vô cùng khách khí. Mạch Hoài tang lần này không có ngạo khí, rất lễ phép mị ảnh tộc phong hào thần đế chào hỏi. Tần hoán cùng hiên viên võ đế thì không có cơ hội chen vào nói, địch linh nhi trầm mặc đứng thẳng, chỉ có cửu thiên vấn bởi vì cùng thuộc chiến thần các, vẫn là cửu thiên vũ nhi tử, có thể liên lụy mấy câu. Giang giật đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, quan sát đến mị ảnh tộc cùng tình huống chung quanh, đồng thời theo mạch lăng thu cùng áo cổ xưa nói chuyện phân tích tình huống, nếu có không hiểu địa phương, thì truyền âm cho địch linh nhi hướng nàng thỉnh giáo. Rất nhanh Giang giật thăm dò rõ ràng một chút tình huống, các nàng chỗ thành trì gọi thiên mị thành, là thánh linh giới lớn nhất thành trì, rời đi thánh linh sơn chỉ có trăm vạn dặm lộ trình. Mà đấu pháp còn có một ngày thời gian mới bắt đầu, dĩ vãng đều là cái quy củ này trước tiên ở cái này thành trì tập hợp các đại giới diện các công tử tiểu thư cũng sẽ phân biệt tổ chức yến hội kết giao các giới thiên tài dù sao có thể đến đấu pháp người về sau đều có thể trở thành các giới mặt người cầm quyền kết giao một phen đối về sau phát triển có rất lớn trợ giúp còn có một ngày a à, giang giật hơi có chút phiền muộn hắn ghét nhất liền là các loại yến hội thế này sao lại là yến hội a à, căn bản chính là công tử tiểu thư lẫn nhau thông đồng Jun Tao Trang bước đại hội, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn đi Thánh Linh Sơn. Chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng thêm mạch lăng thu có bản giao, giang giật không dám làm loạn, thành thành thật thật đi theo mọi người. Các loại chờ mạch lăng thu cùng áo cổ xưa hàn Nguyên xong, mọi người được an bài lên mấy chiếc xa hoa chiến xa, tại một đám thần vương hộ vệ bao vây hạ hướng quảng trường mặt phía bắc một mảnh tòa thành quần chạy mà đi. Mảnh này tòa thành quần rõ ràng đều là cho các giới các đại nhân vật ở lại, khắp nơi đều là tuần tra binh sĩ, Tòa thành vô cùng xa hoa khí phái. Nơi này tòa thành đều là một loại thuyết bạch ngọc thạch kiến tạo mà thành, trên vách tường điêu khắc các loại cường đại hỗn độn thú, nhìn phi thường lộng lẫy. Giang giật bọn người được an bài tại một cái tên là Phong Hoa tòa thành bên trong, tòa lâu đài này phi thường lớn, đứng ở phía ngoài từng hàng thị nữ, đứng ở cửa uy vũ hộ vệ, bên trong chia làm một cái chính điện, 10 cái tiểu thiền điện, thiền điện bên trong lại có rất nhiều gian phòng, có thể nói cực kỳ xa hoa. Mạch Hoài tang lựa chọn bên trái cái thứ nhất thiền điện cửu thiên vấn, hiên viên võ đế, tần hoán sát bên nàng phân biệt chọn một cái thiền điện. Giang giật không muốn cái này đám này các công tử tiểu thư sát bên, tự mình lựa chọn bên phải cái thứ nhất thiền điện, kết quả địch linh như thế mà sát bên hắn lựa chọn một cái thiền điện. Mạch lăng thu cũng không quản các nàng, hắn phi thường tinh tường mảnh này tòa thành quần ít nhất có mười mấy cái phong hào thần đế thủ hộ, đây đều là mị ảnh tộc đỉnh cấp cường giả, đừng nói thích khách, coi như con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần, an toàn có tuyệt đối cam đoan. Giang giật, nghỉ ngơi trước thoáng cái đoán chừng trong khoảng thời gian này các giới yêu nghiệt các thiên tài đều sẽ đến trễ chút lại có một cái tương đối lớn yến hội toàn bộ đều sẽ tham gia ta hội bảo ngươi mạch lăng thu thần thức quét tới truyền âm cho giang giật cái sau trầm mặc gật đầu tiến vào chính mình thiền điện vẫy lui thị nữ ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống tu luyện đối với yến hội còn có các giới các công tử tiểu thư giang giật nửa điểm không có hứng thú cũng không muốn đi kết giao cùng nhận biết hắn chỉ muốn đem y phiêu phiêu cứu ra lại đem giang tiểu nô cướp về trở lại thiên tinh giới trải qua hạnh phúc của mình tháng ngày ông nhưng mà hắn bế quan một canh giờ sau gian phòng cấm chế tựu lấp lánh không ngớt hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài thấy là địch linh nhi về sau hắn có chút kinh ngạc hỏi linh nhi tiểu thư có chuyện gì sao ừm um, địch linh nhi gật đầu nói có một ít đại giới công tử tiểu thư chuẩn bị tụ thoáng cái đều là chúng ta diệt ma các người thế nhưng là chúng ta địa sát giới diệt ma các đại tư không cùng đi với ta có mặt a à? yến hội Giang giật nghe xong cái này tiểu nhức đầu, liền vội vàng lắc đầu nói, "Linh nhi tiểu thư, không phải ta không nể mặt mũi, mà là ta trời sinh không thích nhất loại này xã giao, sở dĩ." "Thật có lỗi, nha." Địch Linh nhi mím môi một cái, có chút tiếc nuối nói ra, "Đã ngươi không nguyện ý quên đi đi, ta còn muốn giới thiệu tiểu ưng vương cho ngươi nhận biết đâu, tiểu ưng vương thế nhưng là chúng ta diệt ma các thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đâu." "Tiểu ưng vương cái nào tiểu ưng vương a?" Giang giật đầy mắt nghi hoặc chẳng lẽ là lục ưng vương nhi tử cái kia chính là tiểu nô ca ca vấn đề là tiểu ưng vương làm sao cũng sẽ biến thành diệt ma các đệ tử,